Xin chào. Đấy, sớm quá. Thầy ạ, hôm nay đẹp trai đấy. Chào chị Hương. Dạ, ui chú, cơ hội đẹp quá. Tặng hoa thầy những chụp ảnh luôn đi. Đây, đây, đứng luôn đây chụp hoa. Nhà mày để chụp ảnh đó. Đâu hay ạ. Xếp hàng vào đây. Ngồi đúng không? Đứng sát ra sao để mọi người đứng tiếp bậc. Ngồi nhé, bạn ngồi đằng trước vậy. Ngồi đằng trước. Sáng nay thấy vắng mà bây giờ đông thế nhỉ. Sát vào, đứng lên trên. Đừng để ai bị đứng sát vào đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, bấm cả máy này, bấm cả. Trường ra luôn. Vâng. Em đưa máy cậu bấm luôn. Thì bấm như này thôi. Chào. Hôm tay này phải thẳng nhá, chuyển chuẩn là phải thẳng nhá. Rồi. Dọc ngang đất trời. Phải thẳng đất trời nhá. Nào nha, chú kia. Rồi, to. Bấm phát này nào. Thầy cho nói ngón này là phải thẳng mới là dẫn chẳng nhá. À, thẳng rồi, này nào. 2 giờ, ngón này ngang ra. Nhăn hết mặt rồi. Đáng có nhăn thôi mà cười đâu. Rồi, chào mừng chào. Cảm ơn em. Nắng đẹp quá nhỉ. Xin mời vào nhà. Thầy hôm nay thấy là lạ. Lạ lạ. Một quạt bà địa. Bác ngồi. Em ngồi ra giữa để quay cho dễ. Ngồi đây. Ưu tiên ngồi giữa đấy, phóng viên rồi. Anh Hội ơi, làm việc được chưa? Được rồi ạ. Tranh thủ chứ, bởi vì bà con đến muộn quá. Và sợ là bà con thiệt thôi. Đi từ xa rồi đây. Đang chạy đi tìm anh Minh em cửa rồi. Bước xuống quá nó chạy đi ạ. Rồi, người vai thấy thầy Hội không? Rồi,
Cắm điện này ở chỗ nào thầy? Dạ, điện. Muốn cắm chỗ nào cũng được, nhà tôi rất nhiều chỗ cắm. Các anh cắm điện ở dưới xuống cho sáng. Đây bạn ngồi lên trên này nữa này. Trên này nữa. Chị ơi, chị đây, ngồi cả đây này. Sát vào trong. Nghe là chính hả? Được. Nghe. Thầy nói thì ghi âm vào và về học nhá. Kính thưa thầy Nguyễn Đăng Kỳ, kính thưa tất cả các bác, các anh chị em có mặt ngày hôm nay, thì đêm hôm qua và ngày hôm kia mình nghe tin bão gần về, thế là lo sốc vó đúng không? Lo là sáng nay không đi được, nhưng mà anh em trong đoàn một số người đã niệm 26-60 rồi, nên là sáng nay trời đẹp trời thế này, bây giờ thành công được quá nửa rồi. Và có thầy thì hôm nay là bà con về đây thì có khoảng hơn 40 người. Có những anh chị em phải đi từ lúc 3 giờ tận đến Thanh Hóa này, Bắc Giang này, rồi từ các tỉnh thành khác. Nhưng mà mọi người rất là hồ hởi và không quản ngại đường xá xa xôi, tụ tập đông đủ ngày hôm nay đến đây. Thì con là Vũ Văn Hội, thì là phó giám đốc chi nhánh Viện Di đạo Quốc tế tại Hà Nội, chủ nhiệm câu lạc bộ, thì hôm nay có dẫn đoàn về đây. Thì trước giờ đã được nghe danh thầy đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, quả là vinh hạnh. Thực sự là anh chị em rất là mong mỏi về nhà thầy. Nhưng những người mà đã biết đến Diện Trẩn Trẩn rồi ấy, thì đều đã được đọc sách của thầy và đọc những bài viết của thầy. Thì mọi người rất là cảm mộ thầy về trước hết về cái tấm lòng của thầy đối với cả bà con Thái Bình nói riêng và bà con cả nước và những bà con ở các nước ngoài nói riêng. Nói chung là đã 17 năm qua thầy đã cống hiến rất là nhiều cho Diện Trẩn và cho những cái người bệnh nhân. Và như mấy tháng trước thì bọn con đã dự định là muốn về rồi, nhưng mà đợt đấy thầy nói là nhà rất là đông, một ngày tiếp đến mấy trăm người nên là không thể về được. Thế là bọn con phải chờ đợi đến mấy tháng, đến tận ngày hôm nay thì thầy nói là đã bớt khách đi rồi và thầy có thể tiếp đoàn được. Thế là hôm nay con đã tụ tập các anh chị em trong câu lạc bộ Diện Trẩn Việt về đây, là thứ nhất là tham quan học hỏi chăm sóc sức khỏe thầy, thứ hai là được lắng nghe những cái chia sẻ của thầy qua cái quá trình mà 17 năm thầy đã làm việc với Diện Trẩn. Và nữa là được cho phép là anh chị em trong đoàn được giao lưu học hỏi và được có những cái thắc mắc ấy, nhờ thầy là đã là người đi trước để thầy chia sẻ và thầy chỉ giúp cho anh chị em trong đoàn. Và xin gửi lời chúc sức khỏe đến thầy và lời cảm ơn đến thầy và toàn bộ gia đình. Vâng, tôi xin phép thưa với tất cả bà con trong đoàn về thăm gia đình tôi. Tôi nghĩ rằng là từ xa xôi như thế mà các vị về thăm gia đình tôi không phải vì cá nhân tôi, mà về thăm gia đình tôi chỉ là danh nghĩa, cái chính là về thăm Diện Trẩn. Như thế mới đúng ạ. Bởi vì sao? Diện Trẩn phát huy hiệu quả kỳ lạ, phát huy hiệu quả đến tuyệt vời, mà thuyết phục được không phải chỉ có người Hà Nội, không phải chỉ có người Hải Phòng hay Sài Gòn hay là Tây Nguyên Đắk Lắk, thuyết phục được cả người Pháp, cả người Mỹ, cả người Úc, cả người Thụy Sĩ nữa. Tôi xin thưa các vị, đấy là hạnh phúc lớn của dân tộc Việt Nam đã sinh ra thầy của Phúc Châu, mà thầy đã sáng tạo ra cái Diện Trẩn tuyệt vời. Và hôm nay các vị về đây thì tôi xin thưa này, nhiều lần về đây rồi tôi nói nhiều việc, nhiều hôm nay những cái việc đã nói rồi tôi xin thưa thôi nhá. Không nói lại những lời mới thế. Mới hả? Hôm nay tôi xin chia sẻ với các vị những cái mới nhất. Rồi, hay quá. Rồi, thế rồi. Thì cái này, hè năm nay tôi xin thưa các vị là thắng to, thắng chưa bao giờ thắng như hè năm nay. Đại thắng. Đại thắng đấy. Vì sao? Vì các cháu cần đến quá đông, đông đến mức độ là nửa tháng cuối hè không thể nhận được nữa. Không thể nhận được nữa. Lý do tại sao lại như thế? Là vì như thế này. Trước đây khi cái Diện Trẩn chưa cần thịnh, người ta bán tín bán nghi. Còn đến bây giờ
thì người bệnh cận đã tự nói lên. Ví dụ như cái chị Minh Tân Nguyễn, tức là Nguyễn Minh Tân, chị ta là kỹ sư nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh. Chị ta đưa hai đứa con về đây chữa cận thị, khỏi cả hai. Còn chị ta thì được chữa khỏi bệnh viêm xoang, viêm mũi dị ứng, thoát trong sông cổ và thiếu máu cơ tim. Chị ta lên Facebook, chị ta nói về cái việc chữa cận thị cho hai cháu thôi. Còn chị ta xin phép tôi không nói đến chuyện chữa bệnh tim, không nói đến chuyện chữa viêm xoang, bởi vì đó là bệnh của chị ta. Mà chị ta trốn cơ quan về đây gọi là đi chữa chui, đi chữa ngầm. Nghĩa là sao? Chị ta đem máy vi tính về đây, hàng ngày vẫn làm việc, vẫn báo cáo về cơ quan, coi như người đang ở cơ quan. Nhưng mà thực tế ra là trong phòng, trong ban của chị ấy thông cảm bệnh tình của chị ấy như thế, chị về đây chữa bệnh. Và rất may mắn chị Minh Tân Nguyễn khỏi cả ba bệnh đó, hai đứa con khỏi cận thị cả hai. Và cái bài viết của chị ta được khá nhiều người đọc, có đến hàng chục nghìn người đọc. Đây có cháu Hà Giang đang còn ở đây. Cô cháu chỉ 3 ngày khỏi cận thị, không hiểu nổi nữa. Tôi khỏi nó 10 phần 10 ở đây thì nó về, nhưng ở đây làm gì cho tốn kém. Nhưng về lại đưa người khác đến, mà cứ đến là khỏi. Đấy. Còn một cháu Hà Giang này bị bệnh tai quái quá, bệnh thoái hóa võng mạc, bệnh đục thủy tinh thể, đục nhân mắt. Đấy. Những cái bệnh đó tai quái lắm, thì phải chữa khá dài. Lại cả là võng mạc mất biến tính nữa. Thì tôi nhận chữa cho cháu, nhưng mà cháu tình nguyện nghỉ học một năm để ở đây chữa. Thì bây giờ chưa kết quả, có tiến triển thì chưa kết quả. Nhưng mà tôi chỉ xin nói, năm nay tôi thắng to, tôi là gì? Người cận đến rất đông, mà người cận đến rất đông chứng tỏ rằng diện chẩn tuyệt vời. Đấy. Vì sao? Vì cái cận thị này là cả thế giới bó tay, như thầy Châu nói. Cả thế giới bó tay chứ. Thế mà bây giờ Việt Nam mình làm được, đó là điều hạnh phúc. Cái bài chữa cận thị bằng diện chẩn mà in ở trong tập thời diện chẩn đấy, do thầy Châu yêu cầu tôi viết đấy ạ. Thầy điện thoại về, thầy bảo thế này này: em ơi, thầy dạy diện chẩn cho em, nhưng thầy chưa chữa cận. Em chữa được, em hãy viết một bài đi. Nếu em viết được, thầy đưa lên mạng. Mà nếu em phải hiểu rằng cận thị là tật khúc xạ cả thế giới bó tay, nếu Việt Nam mình chữa được thì tuyệt vời. Em mới cố làm đi để góp phần nâng cao sức khỏe cho cộng đồng và góp phần đem lại vinh dự tự hào cho đất nước. Thì lời động viên của thầy Châu hay quá, xúc động quá, và tôi đã viết. Tôi viết một mạch cái bài chữa cận thị bằng diện chẩn, và khi gửi đến cho thầy rồi, trước khi gửi đến cho thầy tôi báo cáo ở hội thảo khoa học đã. Và khi thầy ngồi ở hội trường đó, thầy chỉ ngay người cùng đi lấy ngay cái đó cho tôi. Thế là về nhà thầy đưa lên mạng, và thầy chỉ thay cho tôi hai chữ thôi. Trong đó tôi viết rằng: tôi đơn thương độc mã vật lộn trên cánh đồng hoang rộng lớn bao la. Thì thầy sửa đi rằng đơn thân độc mã. Hai chữ đơn thân của thầy chính xác tuyệt đối hơn là đơn thương độc mã. Tôi bắt chước theo các nhà diễn tuồng ngày xưa, thành ra là dùng hai chữ đơn thương độc mã. Nhưng mà có súng đâu, có gươm đâu, không có. Thế thôi, chỉ có cái que giò. Thì thầy sửa tôi cái chữ đó là rất hay. Thế và thầy đưa lên mạng, mà từ đó bây giờ chính cái bài đó đưa rất nhiều người bệnh đến đây. Thì năm nay xin thưa với các vị là hè năm tới đây tôi còn đang lo không biết làm sao mà tiếp nổi khách cận thị đây. Đăng ký rất nhiều. Đấy, mà nửa cái cuối của hè là không dám nhận người bệnh nữa, phải khất hết vì nó đông quá. Thì cũng xin thưa với các vị này, mọi năm thì cái lương của cháu Huyền là chỉ 4 triệu thôi là hết. Vì bà con cho bao nhiêu thì tôi được nhiều tôi cho nhiều, được ít tôi cho ít. Nhưng mà riêng cái hè này, tháng 5 tôi phải trả công cho cháu Huyền 10 triệu. Vâng, xin thành thật cho các vị nhé. Tháng 6 tôi phải trả công cho cái cháu Huyền 15 triệu. Bởi vì đông quá. Làm cực độ đến mức độ cái cháu Huyền gục tại nhà. Tôi phải cấp cứu cho nó. Thế xong rồi, cấp cứu cho nó rồi, nó cũng lại làm tiếp nữa. Nó lao động thế cơ mà, nó sướng lắm. Thế thì xin thưa các vị là từ ngày chữa bệnh bằng diện chẩn, chưa bao giờ tôi hạnh phúc như năm nay, không phải vì được nhiều tiền, mà quá nhiều người đến với diện chẩn.
Đấy. Và cái công sức lao động của ông cháu tôi được đền đáp một cách xứng đáng. Xin thưa thật cho các vị như thế. Đến cái tháng cuối cùng, cháu Huyền vẫn cứ được 10 triệu. Ô, cháu không ngờ, cứ tưởng 3-4 triệu như mọi khi thôi, không ngờ vẫn được. Thì thưa các vị như thế này, gái có công, chồng không phụ. Phải không ạ? Thì, vâng. Thế thì bây giờ là Diện Trần có công thì bà con nông dân đãi ngộ. Mà xin thưa các vị là tiết kiệm tối đa cho bà con nông dân. Nếu người ta đi mổ laser một ca cận thị từ 20 đến 26 triệu, có khi 30 triệu. Còn ở đây cận thị bà con cho tôi 2 triệu là hết rồi. Mà lại không phải mổ. Dạ không phải mổ, không phải uống thuốc. Bà con nông dân cho tôi 2 triệu là to lắm rồi. Mà tôi cũng không đói, thích thì cho, không thích thì thôi. À, nhưng mà về ơi, cảm ơn ông, cháu xin cháu mừng quá, cháu cảm ơn ông cháu về. Nhét vào cái túi này, cái phong bì mở ra thì biết có 2 triệu, có người 1 triệu, có người 500, có người 300. Ô thế mà gom góp vào. Công của cháu Huyền tháng 5 10 triệu và tháng 6 15 triệu. Tôi công khai với các vị không giấu giếm gì. Không? Điều đó chứng tỏ rằng là cái Diện Trần đã thu hút được sự ngưỡng mộ của nhân dân. Đã thật sự đáp ứng được cái nguyện vọng của nhân dân trong việc chữa bệnh cứu người. Nhưng mà đó mới chỉ là nói đến cái cận thị thôi. Còn hè năm nay tôi vui nữa. Có những việc làm mà chắc chắn tôi kể ở đây các vị sẽ được nhìn thấy tận mắt. Tôi xin báo cáo một cái việc thứ nhất là cái cháu Đoàn Văn Đọ ở quê nó ở xã Vũ Vân, Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Cháu này bị hai bệnh nguy hiểm. Một là u não, hai là não ung thư. Đưa lên Hà Nội chữa, đưa lên Thái Bình chữa, đi Hà Nội chữa. Các bác sĩ chỉ giải quyết cho nó được một việc là lắp một cái đường dây từ não này này đi xuống đường tiết niệu để nó thải nước ra thôi, theo cái đường nước đãi. Hết. Và tuyên bố không thể chữa được. Thôi rồi, đến Hà Nội tuyên bố không chữa được thì giờ còn làm sao? Đi về các thầy ở Thái Bình, các phán cho một câu rằng là 3 ngày nữa nó chết. Thế thì bố cháu, mẹ cháu đã phải mua đất, mua gạch, xây hố để cháu nhắm mắt xuôi tay thì chôn. Nhưng mà may quá cái thông tin về Diện Trần trên mạng bố nó đọc được. Thế là bố nó đưa ngay lên Hà Nội tìm được một ông làm Diện Trần là ở Hà Nội, tên ông là ông Hùng ở Hồ Tây. Ông hẹn 3 tuần sau thì mới nhận chữa. Thế con người ta gần chết rồi, mai 3 tuần sau thì đào hố, đào mồ lên mà chữa làm sao được. Thế là bố mới gọi điện thoại về đây, tôi bảo úi giời ơi. Thế thì nhanh chóng đem lên đây, tôi dũng cảm tôi chữa cho, tôi nhận cho. Thế là bố nó đem về và xin thưa các vị, điều kỳ diệu đã xảy ra. Là chỉ ngay ngày đầu tiên nó ngủ yên, ngay ngày đầu tiên nó bú ngon, ngay ngày đầu tiên nó tỉnh táo. Và đến ngày thứ 3, xin thưa các vị là nó đến đây trong tình trạng là người ngay đuột. Cái chân trái, cái chân phải nó quắt với cái chân trái, cứng đơ ra như thế. Mỗi một lần bố nó thay bỉm cho nó là bé 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 bé, xong rồi mới lắp được cái bỉm vào, rồi nó lại quắt trở lại như thế. Nhưng mà đến ngày thứ 3 nó thẳng đơ. Và đến bây giờ thì nó chân tay nó khua khoáng thế này, cả hai chân hai tay đều khua khoáng. Rồi mắt nó mở to, tiếng nó oang oang. Xin thưa các vị, tôi chưa dám nói chưa dám nói là chưa khỏi khối u. Bởi vì là muốn biết nó khỏi khối u là phải đi chiếu chụp lại khối u có nhỏ thật hay không, có tan thật hay không, thì cái đó mắt thường ta không nhìn thấy, là phải lên Hà Nội chứ. Thế thì, nhưng mà chỉ biết rằng nó đang từ cõi chết, bây giờ nó trở về sống mạnh mẽ, khỏe khoắn. Bố mẹ nó mừng lắm, ông nội bà nội lên đây mừng lắm. Thưa các vị, mới cho tôi 4 năm quả bằng gì đấy thôi. Nhưng mà cái vui là gì? Một đứa trẻ chưa được 2 tuổi đáng nhẽ là vào tay thần chết, thì bây giờ thần chết đã phải chạy lùi xa. Thôi thưa các vị, cũng là thế. Và tôi thấy cái đó là điều vô cùng hạnh phúc. Bố cháu, mẹ cháu đang còn ở đây, cháu cũng đang còn ở đây, và các cháu và những người bệnh ở đây nhìn thấy nó hàng ngày. Tôi xin thưa các bạn, và chiều hôm nay tôi sẽ bảo bố mẹ cháu sang đây, tôi thao diễn để các vị xem tôi làm thế nào. Đó. Thế nhưng mà bây giờ làm thế nào thì chiều nay tôi thao diễn bằng tay, còn bây giờ tôi nói lý thuyết. Và cái này mới là cái quan trọng.
tại sao tôi dám nhận chữa cho cái cháu này chứ? Trước hết phải thưa với các vị này, người thầy làm diện trần phải có tình thương con người cao độ. Nó sắp chết rồi, có cứu nó không hay là để nó chết luôn? Thì tôi nghĩ rằng là nó đến độ như thế thì con nước còn tát chứ. Ông bà ta dạy thế cơ mà, làm sao để đến 3 tuần nữa thì đem là đào hố mổ đào sư đào 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 hài cốt lên mà chữa làm sao được, phải không ạ? Thế rồi về ngay, tôi làm, tôi dũng cảm tôi làm. Thế mà thưa các vị là thương người thì mới có gan làm, phải không ạ? Và trước khi thương người, trước khi có gan làm là phải có cái gì ở trong đầu nữa chứ, các bạn. Người ta bỏ não uống thủy và u não, mình có cái gì ở trong đầu để chữa không? Phải có cái vốn rồi thì mới làm được các vị ạ. Chứ nó trong đầu chẳng có cái gì cả là về đây chết tắc à. Đấy thì xin thưa các vị, đấy là cái kinh nghiệm thứ nhất của tôi là như vậy. Trước hết người thầy chữa cả diện chẩn muốn chữa bệnh cho người ta phải có cái tâm thiện, dám thương người, dám quyết làm, quyết xả thân mà làm thì mới được. Thế là gạt tất cả các cháu cận đây đem lên đây tao làm cho con bé được ưu tiên, cứ bố đem sang lúc nào làm cho lúc đấy. Thế thôi, mà cũng chỉ mỗi ngày 4 lần thôi chứ không nhiều. Đấy thì xin thưa các vị, như vậy là hôm nay các vị sẽ được chứng kiến cái cháu đó chân tay nó giờ nó khua quáng đẹp lắm. Chắc chắn là thần chết lùi xa rồi chứ không bám được quanh nó nữa. Thì xin thưa các vị, vậy thì tôi đã làm thế nào? Nó có não uống thủy thế, nó u não thôi. Mà các vị biết đấy, ống thủy não tức là nước nó chèn ở trong đầu, chèn ở trong não thì não bị ách tắc. Mà não đã bị ách tắc thì không chỉ huy được cái gì, có phải thế không ạ? Là tôi nghĩ thế thôi. Thứ hai là cái khối u của nó ở trong não này, nó càng lớn lên thì cái não càng bị đè, đè bao nhiêu thì nó ách tắc bấy nhiêu. Thế là nó ngắt ngoài. Có cái bộ não mà nó ngắt ngoài rồi thì cơ thể là tiêu tụy hết cái gì nữa, người gầy vỡ ra, khóc không ra hơi, nguy hiểm quá, chân tay không ngọ ngoại gì được nữa, bố mẹ sốt lắm chứ, thảm lắm chứ. Thế thì tôi phải nghĩ cách như thế, tôi phải chữa cùng một lúc hai cái. Vậy thì chữa cái nào trước? Các vị thử tư duy xem thử, nó ta nên chữa cái gì trước? Đúng không? Phải chữa ông thủy trước các vị ạ. Tại sao phải chữa ông thủy trước? Tôi lý do như thế này. Nước nó tràn vào trong não này thì phải xả nó ra. Xả nó ra là bác sĩ người ta đã lắp một cái van ở trong não này rồi, để truyền xuống cái đường tiết niệu rồi. Đó nó nhỉ ra mà, đi theo đường nước đấy. Nhưng mà nếu cứ rỉ ra suốt ngày như thế thì nước vẫn cứ là có nước. Vậy phải chặn cái đường chảy vào, không cho cơ thể cấp nước vào não nữa. Các vị làm thế nào? Rất đơn giản, thầy Châu cho ta cái pháp đồ giảm tiết dịch. Ồ, nó quá đơn giản. 0, 16, 61, 287. Có thế thôi mà. Bấm bốn cái huyệt đấy, tức là đường nước dẫn vào não đã bị chặn. Thế cái nước không dẫn vào não được nữa thì cái não này bất úng. Có phải không ạ? Não không bị úng nữa thì nó được giải phóng. Nhẹ người đi, nó khoan khoái, nó sung sướng chứ sao nữa. Và khi ta nào làm cái giảm tiết dịch đấy, nó còn có cái lợi nữa là như thế này: ngăn không cho máu nuôi khu. Có phải thế không ạ? Ôi, muốn chữa khu là bắt buộc phải giảm tiết dịch, để không cho dịch ở trong người nuôi khu đó. Thế là ta phải tìm cách để bóp chết khu. Sau đó thì tôi mới làm đến tiêu u tiêu biếu. Mà những cái này thì quá dễ, có phải không các vị? Này, tiêu u tiêu biếu thì nó thầy cho ta phác đồ rồi. Đấy, 41, 42, 43, 127, 19, 37, 40. Thế thôi, có cái gì đâu, 38, hết. 37, 38. Ồ, cái này là các vị phải thuộc lòng như tôi thế mới được, phải không ạ? Giảm tiết dịch làm rồi, biết rồi nhá. Thế bây giờ tiêu u là thế nào? 41 này, 143 này, 127 này, 19 này, 37, 38, chấm hết. Nhưng mà cái khu u nó nằm ở đâu? Ông đánh giặc, ông phải đưa quân đi, chỉ cho nó, giặc nó đứng ở đấy cơ. À, giặc nó ở Quỳnh Côi thì phải đem nó Quỳnh Côi mà đánh, giặc nó ở Hà Nội thì phải nhanh chóng hành quân đến đấy.
thế bây giờ phải chỉ cho nó là não. Não thì có sẵn rồi, không ạ? 1, 124, 103, 300, có phải không ạ? 34, 126, 125, 65, 197, 175, 8 chấm hết. Thưa các vị, làm có thế thôi mà dùng cái que dò đấy thôi, chọc chọc quấy quấy đấy. Đơn giản mà nó hiệu quả kỳ lạ. Ngay ngày đầu tiên thằng bé không khóc nhà nữa và nó ngủ ngon im thin thít, bú ngon im thin thít, mẹ nó mừng lắm. Thế đến ngày thứ ba thì cái chân nó đang quắp, mà chân phải cũng quắp chặt cái chân trái này, mà đến ngày thứ ba nó thả ra. Thế là bắt đầu từ bây giờ chân nó đạp tôi tới nơi tới chốn, cái chân quắp đấy nhá, cứ bụng tôi nó đạp thôi. Kệ nó đạp to càng khỏe ta càng sướng. Vì sự thật nó đang liệt như thế mà bây giờ nó đạp vào bụng mình, tức là nó khỏe hơn rồi, phải không ạ? Nó có đạp cũng không chết mình, nhưng mà nó tỉnh táo ra. Xong rồi đến ngày thứ tư cái tay nó giơ cũng lên thế này, đầu tiên nó có một tay, tay phải thôi. Ngày bây giờ thì hai tay nó cứ thế này, nó khua quắn. Mắt nó mở to tròn rồi thì tiếng nó khóc oang oang. Thưa các vị, đấy, cách làm có thế thôi. Vậy thì tôi mới xin thưa các vị này, vậy từ nãy giờ là cái bài học mà tôi rút ra là như thế này. Chữa bệnh trước hết phải có cái tâm thiện, phải dám xả thân cứu người. Thứ hai là phải có cái óc suy nghĩ. Mà đã có lần ở trên trường đại học kinh tế quốc dân đấy, cái lớp mà anh Hội chị Hương mở đầu tiên đấy, tôi đã trình bày với bà con là người thầy chữa bệnh phải biết tư duy logic. Tư duy logic là tiếng của thằng Tây. Còn người Việt Nam mình ta bảo nhau tư duy hợp lý. Trong trường hợp vừa rồi tôi tư duy hợp lý đấy. Đấy, tôi tư duy như thế, nghĩ như thế đấy. Nghĩ như thế đúng, phải chặn đường nước, phải chặn đường máu để không cho nó nuôi khối u. Làm tiêu u tiêu biếu, làm bộ vị não nữa, chính xác 100%. Nó thấy. Thế nên tư tưởng chỉ huy hành động, hành động đúng nữa, kết quả là ta thắng. Xin thưa các vị. Thế thì các vị về đây nhá, xem tôi làm thì có thể không hết được, nhưng mà cái suy nghĩ như thế cần cho các vị nhiều hơn. Mai kia các vị về nhà gặp những tình huống như thế, các vị cũng phải phát huy cái tư duy như tôi chứ, thì ta mới chữa được bệnh. Chứ không mà người ta đến người ta bảo các rồi mình mở sách ra xem là cái bài ở đâu, có cái không có bài. À, làm gì có chỗ nào rằng vừa bệnh, một người bệnh vừa não ông thủy vừa u biếu ở trong não mà có bài nào đâu. Không có. Thầy Châu không cho, các lương y diện dẫn tài danh không cho. Cụ Trần Trung Thắng không có, ông Tạ Minh không có, ông Hoàng Chu cũng không có. Còn ở trên đất miền Bắc này thì chưa có ai tài hơn các vị ấy. Tôi xin thưa thật như thế. Thế thì bây giờ ta phải phát huy sáng tạo. Mà đây sáng tạo không nhất thiết cứ phải đẻ ra nhiều phác đồ mới. Đẻ ra nhiều phác đồ mới mà nó không trúng ấy, thì lại làm khổ người khác. Có ai? Ông đẻ ra nhiều quá thì tôi làm không được. Ví dụ như này Cận Thị, riêng ông Ngô Minh Giám đẻ ra 5 phác đồ, 3 phác đồ là trúng đấy. Ông ấy chữa cho người ta không khỏi, tôi vận dụng theo cũng không khỏi. Thôi, dẹp. Thế nhưng mà tôi may là tôi dẹp đi, thì không làm khổ các vị. Chứ nếu tôi mà lại cứ ôm cái đó trong đường cho các vị luôn thì các vị cũng lại không nặng như tôi. Về nhà mò mẫm mãi nó chả được. Thế tức là làm khổ lẫn nhau bằng những cái phác đồ không chuẩn. Thì tôi thấy rằng là có rất nhiều người gọi là ngựa non nấu đá, học diện chẩn qua loa, chữa thì chưa tài, chưa rành, đẻ ra hàng loạt phác đồ mà làm khổ lẫn nhau là cái gì. Nhất là mấy ông đông y mà đi học diện chẩn phiền lắm. Các ông đem đông y vào nữa mà rồi thì cho ta những cái kiến thức mà ta chả hiểu nó đâu vào đâu rồi. Nó tù mù, nó xa lạ, nghe ra thì có vẻ oai, hay lắm, nhưng mà cuối cùng là chẳng đâu ở đâu cả. Cho nên tôi mới rút ra kinh nghiệm này, những ai học đông y rồi mà làm diện chẩn thua xa những ai không học đông y. Thành thật như thế, đấy là suy nghĩ của tôi. Thì tôi thì nếu như có các vị đông y tốt mới trắng phớt, chả có gì mà phải đây có mấy bác sĩ đông y như thế. Vâng, thế nếu có bác sĩ nào tự ái thì đành thua thôi, chứ mà tôi thì tôi nói thật đấy nha. Hay là các bác sĩ tây y, đã có lúc các bác chỉ có tây y mới là nhất đấy, nhưng đến bây giờ nhiều bác sĩ tây y phải đến đây chữa bệnh rồi.
không thể cãi vào đâu được nữa. Ở làng tôi bác sĩ côi viện trưởng bệnh viện Hà Nội, nhưng mà về đây bây giờ ông bị trĩ, đi Hà Nội mà mổ, nhưng mà bà bảo thôi ông đừng mổ nữa, già rồi. Mà ông Kỳ cũng làm được, không phải mổ thì sao không phải. Mà ông côi với tôi là bạn học từ cái thủa, cứ nói vui nha là từ thủa quần thủy chuồng, nó học vẫn lòng với nhau mà. Ngày xưa gọi là mặc quần thủy đít, thì tôi nó tếu thêm nữa là từ cái ngày quần thủy chuồng, thì cũng chả là gọi là tếu cho vui. Tôi mới bảo hơn được rồi ông vào đây tôi giúp cho. Mà thưa các vị, có hai ngày khỏi tít mít luôn. Cụ thể là chữa thế nào? Cái này nhá, chữa quá đơn giản mà. Ông ấy bị trĩ thì có trĩ nội và trĩ ngoại, máu nó phun ra phè phè, làm cái phác đồ cầm máu 16 61 50 37 số 0, làm cho cái ba vòng như thế ông tịt ngoài luôn. Mà thế ông ấy phát biểu câu ô, thế ra cái này mạnh hơn thuốc của tôi à. Mà đấy, ông ấy tôi là bạn học từ cái thuở nhỏ, mà ông ấy rất thật thà, ông ấy bảo thế đấy, ô thế ra cái này mạnh hơn thuốc của tôi à, thì đúng mạnh hơn thật đấy. Các vị cứ thử cầm máu mà xem nhé, ai mà người ta đi ngoài ra máu, các vị cứ làm thử như thế mà xem. Hay là các cháu nó bị chảy máu cam, chả cần phải thuốc men gì cả, cũng chỉ có thế thôi. 16 61 50 37 số 0, báo mẹ nó cứ chỗ này mà dày này, đây lấy ngón tay mà dày thế này, con nhà mày nó tịt ngòi luôn, mai nó không sủng nữa, nó không chảy máu mũi nữa. Thế các vị cái 16 này này, phải không ạ? Lấy hai ngón tay mà dày thế này, ai không làm được, phải không ạ? Thế thôi, rất là hay. Diên trấn nó kỳ lạ như vậy, nó giản đơn nhưng lại hiệu quả nhanh, hiệu quả tức thì, hiệu quả đến tuyệt vời luôn. Thế thì tại sao ta không mạnh dạn mà làm? Đấy, tôi xin thưa các vị, đây ông bác sĩ coi thế, thế còn ông loài dân nó thò ra thế này, thế quá, làm phác đồ trĩ xong rồi làm bộ thăm đẩy kéo lên, ông ấy không thể hiểu nổi, chỉ có hai ngày hết, không phải đi Hà Nội. Như vậy là gì? Tiết kiệm cho ông cái tiền tàu xe đi Hà Nội, tiết kiệm cái tiền ông ấy phải ở Hà Nội mà ăn nằm trực nằm chờ, tiết kiệm cái công người ta mổ, người ta cắt trĩ mà, cái cắt trĩ thì phải tốn tiền chứ ai người ta cắt không hộ. Thế thì ông không mất gì. Ông đem phong thủy ở đây ông cho tôi bảo ông buồn cười, tôi với ông là bạn học nói khố với nhau, việc gì tôi lấy tiền của ông, tôi giúp được ông thế là hạnh phúc rồi, ông cứ cất tiền cho tôi nhờ không ghé. Thế thôi. Vâng, thì xin thưa các vị nó là thế đấy. Thế còn các vị đã đọc thời tập thời diện chẩn rồi, bác sĩ Đức ở La Vân chính là người chữa bệnh cho chủ tịch Trường Chinh, cho thủ tướng Phạm Văn Đồng, cho bộ tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam, nhưng mà ngã một phát liệt đây, liệt từ ngang thắt lưng xuống hai chân. Con gái ông cụ ấy là bác sĩ trưởng phòng khám bệnh viện Quỳnh Côi, gọi điện thoại đến ngay, ông ơi bố cháu bị liệt rồi, cháu đưa xuống bệnh viện mua áo giáp thôi chứ thuốc tây cũng chưa được đâu, ông đến giúp cho bố cháu bằng diện chẩn, chỉ biết diện chẩn. Thế là tôi lên giữa cái ngày đám cưới cháu nội tôi đấy, để mọi người đấy, tôi lên đấy tôi chữa cho ông cụ 10 ngày khỏi ít mít. Thế thì tôi thấy là thưa các vị là diện chẩn nó hay như thế, cho nên các vị đã học, tôi mong các vị cố mà học cho thật chu đáo vào. Lắm không phải là mấy cái phác đồ trong sách ABC ghi chép cho nó dày đặc, không phải, cái đó cũng quan trọng, không quan trọng, không quan trọng bằng các vị nắm cho tôi cái gì, nguyên lý diện chẩn, cái đấy quan trọng hơn nguyên lý của diện chẩn cơ. Mà nguyên lý diện chẩn thầy cho ta rất ít, đồ hình, sinh huyệt, đồng ứng, chữ tâm, chữ tùy, có phải không ạ? Có thế thôi, mà nếu các vị nắm được cái đó một cách nhuần nhuyễn, hài hòa, các vị làm thành công. Bởi vì thực tế cuộc sống 17 năm tôi chữa bệnh cho nhân dân, có những cái bệnh tôi chỉ bấm mỗi một nhát khỏi liền, không cần đến nhát thứ hai. Và chính vì thế tôi mới tạo được cái tiếng vang, nó đi xa đến mức độ các vị phải đổ bộ về đây để tìm hiểu chứ, phải không? Chứ không thì... Này, đóng góp tiền thuê xe ô tô từ Hà Nội về đây à? Đi chơi vô bổ à? Không thể như thế được, có đúng không ạ? Vì làm sao? Vì tôi đã làm được những việc như thế. Có những cái nó đơn giản. Ví dụ như thế này, cái cổ chân này này, nó đau, thì có gì đâu, lấy ngón tay dày thế này nó cũng khỏi. Thế và xin thưa các vị là có một cô giáo ở Tuyên Quang đấy,
cô ấy mua cái quyển sách thời hiện chẩn ở chỗ anh Hội, về nhà đọc, đêm gọi thầy ơi em vừa mua được quyển sách thầy viết hay quá. Mà hay cái gì? Ồ hay mà, thầy nói như hát, hát như chửi, và công nhận thầy hát cũng hay mà chửi cũng hay. Tôi cũng lạ quá, làm sao cái cô này lại nói thế. Nói tôi hát ở đâu tôi chửi ở đâu. Tôi bảo đây nhá em đọc cho thầy nghe một đoạn. Chị Nguyễn Thị Xê, người đàn bà nông dân quanh năm buôn bán chợ Quỳnh Côi, nuôi nấng hai con với một chồng, được diện trần chữa khỏi bệnh viêm phế quản mãn tính, tặng tôi hai bài thơ hay. Mấy ông hưu trí từng bán nhạo tôi, đến bao giờ mới biến gót. Thầy khen cô Xê làm tặng hai bài thơ hay. Thế là thầy hát, thầy chê mấy ông hưu trí bán nhạo thầy, là thầy chửi. Mà thầy chửi quá hay, để mấy ông hưu trí ngồi dưới đũng quần của cái cô Xê thì quá đẹp, mà không ai phê phán được thầy. Mà đúng như thế là tôi công khai, tôi in thành sách, đưa đến tận bí thư đảng ủy, đưa đến tận bí thư chi bộ, đưa đến tận chủ tịch xã, đưa đến tận chủ tịch hội người cao tuổi đọc, không ai phê phán được lời nào. Thì nó đúng thế, không cãi được. Thế thì xưa các vị là tôi gan to lắm, tôi mới dám làm như thế. Thế thì từ bây giờ đi, ngày mai cô cứ gọi về, thầy ơi, học trò của em nó đá bóng thì cái cổ chân là nó đã đau. Tôi bảo cô sờ vào cái mép của nó chỗ ná. Đấy, cô lại có cái máy iPad mà. Thế thì cô mở ra, đây cô chỉ cái cho chân đồng đáy, cô lấy con tay cô sờ chỗ đó đi. Cô sờ vào đấy, mai làm thử đi nha. Mà thầy ơi, em chỉ làm một lần nó hết. Đó. Tuyệt vời mà. Là chính cô đau đầu gối. Em đau đầu gối quá, giờ làm nào? Thôi dễ như đùa. Cô sờ cái gò má của cô đi. Cô thấy nó đau không? Mua cái dụng cụ cho anh Hội mà. Thế là về gã cho nó, ô chỗ này nó đau lắm. Thì cô ấn nó tôi một cái, độ 30 giây thôi. À, thế nào rồi? Giảm rồi. Tôi bảo, thế bây giờ cô lấy ngón tay cái của cô cong lại như thế này. Ngón tay cái đấy, cong lại như thế này thì có phải đây là cái đồ hình của cái đầu gối không? Phải không? Đấy, cô chọc vào đây tìm điểm đau chỗ này đi. À, cô chọc đây, thầy ơi, nó hết rồi. Cứ như thế dần 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 ra. Thế mà bây giờ cô giáo đấy trở thành người thầy chữa bệnh giỏi. Nghĩa là ban ngày đi học, cứ tối đến chữa cho 4-5 người thôi. Nhưng mà cứ mỗi tuần cũng kiếm được 1,5-2 triệu, không đòi công ai cả, nhưng người ta cứ trả công, cứ đẹp đến đấy, phong bì cứ gửi thôi. Cô bắt chiếc tôi không lấy công của ai cả. Thế thì thưa các vị là nếu như ta nắm vững nguyên lý của thầy nhá, là đồ hình là quan trọng nhất, thứ hai mới đến sinh huyệt, tức là các phác đồ các vị nhá, thứ ba là đồng ứng, luật đồng ứng. Người ta chữa bệnh bằng thuốc, còn ta chữa bệnh bằng luật. Nghe nó vô lý không? Luật đất đai, luật sinh đẻ có kế hoạch, luật hôn nhân gia đình. Ông đem cái luật gì ra ông chữa bệnh như người ta đây? Luật là luật đồng ứng. Mà thầy Châu nói một câu rất hay: đồng thì ứng, ứng thì dụng. Các vị cứ nhớ kỹ những cái câu thế thôi, chứ không cần gì phải là phác đồ nọ, phác đồ kia đâu, cũng chữa thành công được. Có những ta đi ở trên đường mà, làm gì có phác đồ, có sách vở đâu mà mở ra mà làm, nhưng lại bắt buộc phải làm thì sao? Có chứ, tôi gặp nhiều mà. Tôi đã kể một lần rồi, bây giờ xin kể lại lần thứ hai. Cùng đi xe ô tô với tôi có một cháu, nó khóc quá. Tôi hỏi mẹ nó làm sao mà con chị khóc thế. Ông ơi, con cháu nó nghịch lắm, nó con chim mà nó kẹt vào cái lạnh giường, bây giờ nó gãy, nó đau quá. Tôi mẹ cái quần nó ra xem nào, thì nặng cu nó mà cái quần đùi mà kéo tụt xuống nó quẹo đi này. Tôi ai có cái chìa khóa cho tôi mượn tí. Thế có bà có chìa khóa này. Thưa các vị, tôi chỉ chặt cho bà bên này cả. Cái mũi này này, tôi biết cái vị trí của nó bị gì rồi mà. Tôi chặt cái mũi này. À, cháu thấy thế nào? Nó không đau không ạ? Thế ai có cái điếu thuốc lá nó cho xin tí. Để tí thuốc lá vào cái chỗ đó. Cái nó thằng bé tươi cười của anh tôi. Bây giờ mẹ mày, tôi quần con ra xem nào. Nó thẳng đơ. Nó thẳng đơ. Tôi thôi, về. Khoái rồi, cứ đứng nhìn thôi. Thế rồi về. Không kịp hỏi rằng ông tên là gì. Không kịp hỏi ông tên là gì, ông ở đâu. Thì biết thế thôi, thế là xuống xe đi về. Xin thưa các vị, nó là như thế đấy. Cũng như một lần là tôi lên thành phố Tây Bình. Đang nói chuyện với cái bà bán thuốc Tây thì có cái thằng nó đến nó đổi tiền. Mình thì đang cần
tiền đồng tiền to cho nó gọn nhẹ. Thế mà nó đòi đổi tiền thì mình nhanh nhảu lại định đưa tiền ra. Bà kia bà trừng mắt. Bà này bà trừng mắt tức là có chuyện rồi. Thế thôi không đổi nữa. Này, lần sau ông bảo như thế nó cướp hết của ông. Ông biết nó là thằng nghiện à? Tôi biết nó là thằng nghiện. Nó đến đây nó mua cái sranh kim tiêm là để nó chích ma túy. Tí nữa ông ra vườn hoa thì mà xem. Cứ thằng con trai tụt quần đứa con gái ra chích, thằng con gái lại tụt quần đứa con trai ra chích ở háng ấy. Ông dạy lần sau đừng có thế nhá. Thế là lại một cô bà đến mua thuốc, rồi chị làm sao phải mua thuốc. Thôi em đầu có đổ gối quá. Thì chị kia còn đang lấy thuốc của chị đưa ngón tay tôi xem nào. Đây này. Tôi cũng gọt gần này, tôi chỉ cho Pháp ở đây. Hôm ấy tôi có que giò túi, tôi lấy que giò tôi chỉ cho Pháp. Thế nào rồi? Thế nào đang đứng thế này? Nó hết rồi ạ. Thế các vị thấy có sướng đời không? Thế thôi. Đấy, thì xin thưa các vị là các vị cứ nắm vững nguyên lý của thầy Châu. Có những việc ta làm nó hay kỳ lạ. Nhưng mà nói là nói như thế, những cái nó đau cấp tính như thế, ta làm rất nhanh. Nhưng mà còn những bệnh nó đã mãn tính, như bà ta mất ngủ hàng chục năm, không phải vài ngày mà được đâu. Phải không ạ? Người ta bị tâm thần phân liệt, đi đông y tây y chán chê rồi, không được. Đến đây ta bảo một vài ngày mà được à? Không có chuyện đó. Người ta hen suyễn hàng chục năm, thuốc tây thuốc bắc không nổi, mà không bao giờ bác sĩ chữa được cái hen suyễn viêm phế quản. Tôi chưa từng thấy. Mà đến đây thành. Nhưng mà với điều kiện những cái người bệnh đó phải hợp tác. Và tôi khôn ở cái chỗ như này, tôi nói trắng phố rồi. Đây là hen suyễn viêm phế quản này đây thì nói thật nhá, các bác cứ đi tiêm, có thuốc nó bất bệnh, hết thuốc nó lại tái phát. Năm này sang năm khác cứ thế. Ngay cả cái viêm họng cũng thế thôi. Tôi cũng từng khốn khổ với cái viêm họng mà. Tiêm có được đâu. Bác sĩ ở làng tôi là bác sĩ rất giỏi, tiêm cho tôi C4, C5 bớt bệnh đấy, hết thuốc nó lại bị. Nhưng mà bằng chân chắn tôi tự chữa cho tôi khỏi. Bây giờ tôi nói ông ngoan thế. Vâng, nói cả ngày, nói ra rả. Tôi hãy tiếp xúc với bà con thì thậm chí có đôi khi còn phải tán yêu tán vượng cho nó vui nữa cơ mà. Chứ không phải là ngồi nghiêm chỉnh như cái khổ cổ đâu. Mà các cháu đến phải nịnh nói một câu chứ. Ôi cháu gái xinh đẹp này, mai kia lên xe hoa có cho ông uống rượu không chứ. Thế là phải nói chứ. Mà nói như thế hại sức khỏe lắm. Nhưng mà may mắn này, cái diện chẩn cho tôi cái chìa khóa. Cái chìa khóa vạn năng. Tôi tự điều chỉnh được cơ thể của tôi. Nên thưa các vị, 76 tuổi đây, da rẻ thế này, làm gì có cao lương mỹ vị gì mà bồi dưỡng. Vâng, mà làm suốt ngày. Và xin thưa các vị, ăn rất ít. Thậm chí như bây giờ buổi sáng hôm nay, các vị biết tôi ăn cái gì? Vài thìa cơm nguội hôm qua là còn, với tí hồng với vừng chưa đủ, thì thôi đem cái này ra ăn. Đây ạ, gạo lứt của các vị thầy chùa. Các vị thương tôi, các vị cho ăn thử xem, cho em thấy ngon thật. Ăn rất hay. Thế thì người bệnh đến đây quả thật là vâng, sẵn sàng thôi. Thầy cho cách chữa viêm họng. Dạ. Thầy cho cái điểm chữa viêm họng. Thưa các vị, chữa viêm họng nhá. Cái pháp đồ nó quá đơn giản mà. Này, 14 275 8 20 12. Có nhớ được không? 61 có nhớ được không? 74 64 có nhớ được không? 17 38 có nhớ được không? Đồ hình của họng ở đâu? 2-3 chỗ. Một là dưới cái 14 này này, tìm được cái điểm đau nó nóng lên, nó khỏi cực nhanh. Hai, nếu chỗ này không ứng thì ở chỗ nào? Đằng trước cái huyệt 57 này này. Không phải 57 đâu nhé, mà đằng trước cái huyệt 57 cơ. Mà nó đau dễ dời lên và nó nóng sực lên thì khỏi cực nhanh. Đấy. Ba nữa ở đâu? Đây. Ngón tay đây thôi. Đây không là cái đầu à? Thì đây phải có cái cổ. Phải thế không ạ? Mà nói chúng ta có 5 ngón tay này là có 5 cái đầu. Và đã có 5 cái đầu phải có 5 cái cổ. Có được không? Các vị có tìm được không? Có thể ở chỗ này nó ấm nó khỏi.
không được người ta tìm ở đây, cứ ứng là hỏi, đồng thì ứng, ứng thì dục, thầy bảo thế. Và tôi cũng đã thực hiện đúng như thế, tôi tìm được cái nó đau, nó nóng sực lên cái, ồ thôi còn thắng rồi, thế thôi, nha. Thế rồi, nếu như bí quá nữa không biết làm sao, lật cái ngón chân cái người ta lên. Xin thưa các vị, đây, đây không là cái đầu à? Thế thì đây có là cái cổ không? Họng đây, cổ đây chứ đâu nữa, các bạn. Trên là, đây, cái ngấn ở trên là chỗ này, cái ngấn ở dưới này này, là chỗ này, giữa đây. Thế thì các vị đừng có tưởng là chọc trên thì không được, thì ta phải chọc dưới. Chọc dưới không được thì ta phải chọc ở giữa, tìm cho được cái đúng vị trí nó có viêm. Các vị nha, chứ không phải là thầy cứ bảo nó thế là ta làm thế, không phải. Ta phải tìm cho được cái vị trí đắc đạo. Sinh huyệt. Vâng, gọi là sinh huyệt đấy, sinh huyệt đắc đạo. Cho nên thầy mới dạy ta là đồng là đồ hình ra trước hết á, cái đó nhạy lắm. Thứ hai mới đến sinh huyệt. Nó phải tìm ra cái chỗ nó báo đau cơ, nó nóng sực lên cơ mới nhanh khỏi. Đấy. Thế rồi mới luật đồng ứng, rồi mới chữ tâm, chữ tùy. Và xin thưa các vị, chữ tùy rất hay. Ban nãy tôi trả thưa với các vị, đấy là tôi ứng dụng chữ tùy đấy chứ. Các bạn, tùy cơ ứng biến, thời cơ này, cái lúc này người bệnh nó thế. Nó tôi vận dụng chữ tùy, phải làm ngay cái ung thủy, phải làm ngay cái ung biếu, có đúng không ạ? Thế rồi, chọn được đúng đồ hình, chọn được đúng pháp đó, nó khỏi nhanh thôi, có gì đâu. Tại làm sao cái chân bên phải của nó đang quắp chặt cái chân bên trái mà nó để duỗi ra được? Tôi đố các vị biết làm thế nào? Tôi có thể biết. Tuy nhiên là tôi thì tôi biết rồi và tôi làm thành rồi. Tôi mới mách nước cho các vị để mai kia các vị về làm nhé. Tôi không giấu cái gì. Tôi đã có một lần báo cáo ở trên trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội là gì? Tôi mong đất nước này có thật nhiều ông kỳ chứ không phải chỉ có một ông kỳ. Đó. Thì điều đó chỉ có lợi cho dân thôi mà. Và nếu như chỉ có một mình tôi thì tôi chết tắc. Chịu làm sao nổi với người bệnh gần khắp nơi đến đổ đến. Các bạn, vậy thì tôi thưa các vị, làm thế nào cái chân nó đang quắt thế này mà giờ nó duỗi thẳng ra? Một nhát ấn. Một nhát ấn. Không đến nhát thứ hai. Thế mới hay chứ. Không ạ? Rất đơn giản. Cái que rồi thì đây, dùng cái này này, gãi vào chỗ này. Cái chỗ này có phải là cái háng không? Có phải là cái háng không? Ấn vào đây mà nó đau, tức là cái háng nó hết đau. Đúng không nào? Thế tự nhiên cái này nó hết đau, cái con bé duỗi thẳng ra. Ôi trời ơi, mình sướng quá. Mà nó bé nó chưa biết nói, làm sao biết nó đau? Tự nhiên mình ấn đây phát nó khóc hé này. Chúng rồi, mày khóc to bao nhiêu tao thắng bấy nhiêu. Thế ta là dây cho nó một tí nữa thôi. Nhưng mà nó còn bé quá thì ra ít thôi, chừng được 15-20 cái thôi. Nhưng nữa thì nó quá đà, nó lại không chịu nổi. Thế thôi, mình dày thế này, tự nhiên nó đạp cho ông Pháp. Ôi, nào biết thắng rồi. Nó đang trọ ở đây, đang trọ ở đây. Chứ không phải xa mà chiều hôm nay các vị sẽ nhìn thấy nó. Thì đấy, cái cách chữa bệnh của tôi nó là như thế. Thực ra tôi chả tài, tôi không có gì tài cả. Từ nãy giờ các vị có thấy tôi có các pháp đồ nào đẻ ra chưa? Tôi chưa đẻ ra một pháp đồ nào cả. Hoàn toàn làm theo thầy Châu, thầy Thắng, thầy Tạ Minh, thầy Hoàng Chu. Tôi tuân theo chữ đấy rồi. Thế còn những người khác thì tôi cũng có đọc tham khảo nhưng thấy nó rối lắm. Cho lúng tung, cào, lăn, rồi gạch, rồi đấm ở chỗ nọ chỗ kia, nhưng mà dài dòng văn tự mà không hiệu quả. Chữa cận thị mà cũng bắt cào bên phải, cào bên trái, rồi thế nọ thế kia, sáu đường bạch huyết, rồi gì nữa. Mất thì dở lắm. Nó không thành, nó cứ đông như tôi này thì chết ạ. Cho nên là tôi làm theo cái cách của tôi là nó nhanh gọn. Trừ những trường hợp mà nó bất đắc dĩ quá, nó tai quái thì mình đành phải chấp nhận dài ngày. Chứ còn cố gắng làm nhanh chừng nào ta thắng to chừng đấy. Tôi xin thưa các vị nha, tại sao tôi phải làm cho nhanh? Vì nếu như con người ta đi chữa cận thị, người ta mang ở trong túi đồ chục triệu. Có phải không ạ?
mà ở nhà tôi một tháng, ở trọ ở đây một tháng, mỗi ngày 70.000, với ăn sáng nữa là cứ mỗi một ngày người ta, một người đã mất 100.000. Mà hai mẹ con này phải mất 200.000. Mà 200.000 thì một tháng là mất bao nhiêu triệu? 6 triệu rồi. Còn 4 triệu phải để tiền đi tàu xe về quê chứ. Lại còn phải dành một tí để mua quà cho những đứa trẻ lít tít ở nhà nữa chứ. Cho ông làm sao được. Thôi tôi còn có 1 triệu, tôi yêu ông 1 triệu. Còn thiếu ông tôi xin. Cháu còn có thế này cháu xin. Nó cũng xong. Thế thôi. Cho nên là càng kéo dài người ta ra bao nhiêu, mình thu nhập càng thấp. Phải thế không ạ? Giải phóng nhanh nó đi. Coi nó có 10 triệu mà con nó khỏi rồi, nó biết rằng nó đi Hà Nội, Hải Phòng gì đó mà mổ laser nó phải mất là 20 đến 30 triệu. Phải không ạ? Từ 20 đến 30 triệu. Mà bây giờ nó khỏi được, nó có 10 triệu trong túi mới tiêu hết có 2 triệu thôi, thì cho ông thêm 2 triệu, 4 triệu cũng cứ được. Vẫn có tiền về nhà, vẫn có tiền mua quà cho cháu. Nó đúng không? Nhưng nó tiêu tiệt rồi thì chuyện này cháu hết cho xin ông. Chuyện cần thị thế nào ông? Chuyện cần thị á? Có trong sách hết rồi. Đúng. Trong thời diện chẳng có mà. Đấy, thì tôi xin thưa các vị. Đấy là tôi nói cái bí quyết quyết làm nghề. Chứ còn thì phát đồ nọ kia thì có hết rồi, trong sách có hết rồi. Và cái tập thời diện chẳng tôi xin thưa các vị này, tôi viết khá công phu mà các vị nên đọc, không phải một lần đâu. Đọc vài lần, mục đích gì? Mục đích không phải để các vị lấy cái phác đồ tôi làm, mà lấy cái suy nghĩ của tôi trong khi chữa bệnh. Cái đó mới là cái quan trọng. Mà nhiều người không nhận ra. Mà ai nhận ra thì người đấy làm thật. Thế mà. Chỗ cô Hương vẫn còn nhiều sách. Vâng. Đấy tôi xin thưa các vị nó là như thế đấy. Thế tại làm sao tôi cứ phải nhờ anh Hội là in cho. À không, chốc đó tôi gửi là nào in lại cho tôi gửi bài viết. Tí thầy sẽ gửi thêm vài bài viết nữa. Nhưng mà in rồi. Thưa ông thầy là hôm sau lại in tiếp vào đợt tiếp theo. Thưa ông thầy là con hôm nay đến đây thì như này. Con là có cháu nội tự kỷ. Thế là con cũng trộm phép thầy là theo cái phác đồ của thầy thì đã trị liệu cho cháu là cũng tạm thời là ngon nghẻ khoảng 50-60% rồi. Ôi giời, tuyệt vời. Thầy quá. Nhưng mà bây giờ còn tồn đọng lại là cháu cứ chậm phát triển trí tuệ, cái ngôn ngữ của nó chậm quá. Tôi nói ngay được, tự kỷ mà bà làm được như thế, bà mới học mà bà đã chữa được tự kỷ cho cháu bà, thì tôi xin chúc mừng bà. Vậy là bà học giỏi đấy. Đây phác đồ của thầy. Vâng. À thì dĩ nhiên là phác đồ thì tôi cho. Nhưng còn vận dụng được cái phác đồ đó mà thành mới quý chứ. Cũng như là tôi làm được biết bao nhiêu phác đồ của thiên hạ đấy, tôi vận dụng cả chứ. Nhưng mà làm cho trúng để mà được là tôi xin chúc mừng bà. Nhưng mà còn bây giờ bà lại phải chữ tùy. Phác đồ là phác đồ chữ tự kỷ. Tự kỷ là hiếu động. Có thế thôi. Chứ còn trí tuệ nó chậm phát triển thì bà lại phải bổ sung cái khác vào. Nhà yeah. Con đang mắc cái chỗ là cái vấn đề là trí tuệ của nó là một, thứ hai là cái ngôn ngữ. À, chứ ngôn còn ngữ. Cái tăng động thì ngon. Ngon rồi. Và bây giờ về bà chữa cái ngôn ngữ. Thì bà phải chữa trí tuệ cho nó mới có ngôn ngữ. Vâng. Ôi giời ơi, sao các bà thế nào nhỉ? Có 124, 34, 103, 106. Gõ 103, 300 cộng có thế thôi. Này nó thông minh ngay. Bà không đọc cái bài à? À, cái Belly đấy à? Vâng. Trong cái tập thời diện chẩn chả có cái chuyện Belly nữa thôi. Vâng. Vâng, đúng rồi. Tôi kể cái chuyện cái bà Bắc Giang ôm ấp con Belly. Con Belly đần độn đến mức độ ngồi từ sáng đến trưa ở lớp mẫu giáo. Cô cho quà không thèm nhận, dạy hát không thèm hát, không biết gì cả. Thế người ta mới gọi nó là đần độn mà thiểu năng trí tuệ mà. Thì đấy bà vận dụng cái đó, khỏi phải đọc. Bà về bà mở sách cho mà xem. Có rồi, chứ vậy là không cho đâu. Có phải không các vị? Bà phải chữa cho cháu bà, chứ bà học rồi. Bà hiếu động mà bà làm được thì bây giờ cái trí nhớ bà làm cho nó. Kể cả bà, nếu bây giờ bà mà ở dưới bếp lên lấy thìa mì chính bỏ vào canh mà không nhớ ra được nữa. Thì tự mình, đây, bà nông dân lấy đâu ra mà gõ, có gì? Đây. Vâng. Thế còn ta thì bảo nhau thế này. Có thế thôi mà nó tỉnh ra. Nó thông minh ra mà.
Nhưng mà còn nếu mà làm theo nghiêm chỉnh thì 1 linh 3, 300 cộng có thể thôi. Và nó dễ như đùa, dễ đến mức độ ai cũng có thể làm được, chỉ cần bảo người ta một lần. Tức là cứ làm cái đó thì nó hỗ trợ cho ngôn ngữ ạ. Rồi, đấy mới là trí nhớ. À vâng, trí nhớ. Nha. Thế còn ngôn ngữ thì ôi trời ơi, tôi không biết làm sao. Bà đã chữa tự kỷ cho bà là cách thường, cái thằng tự kỷ nó không biết nói. Vâng. Thì bà phải chữa nói cho nó, có gì đâu. 1 linh 3. 1 linh 6. Được không? Vâng. 8, 20, 12. Được không? Vâng. 61, 74, 64, 19, 14, 275, 274, 277. 27. Đấy. 14, 274, 275, 276, 277. Cái vùng này này. Đây. Dùng cái búa nhỏ. Không có búa nhỏ lấy cái này mà gõ. 275, 14, 275, 276, 277 có thể thôi mà. À. Này, cái người mà bị bạn não nhá, nó không nói được những chữ thế mà khỏi đấy. Đó. Được mà. Thì thôi xưa các vị đấy có đó có cái gì đâu, trong sách có hết rồi. Vâng. Không giấu cái gì mà. Trong cái tập thời gian dần tôi viết khá chi tiết đấy. Nha. Thế thì nhưng mà tôi chỉ mong các vị này đừng chăm chăm đi tìm cái phác đồ. Dĩ nhiên cái phác đồ rất quý, nhưng mà cái quý hơn là người ta nghĩ thế nào, người ta chọn cái gì để người ta đi đến thắng lợi. Các vị quý nhớ cho rằng tư tưởng chỉ đạo hành động, có phải thế không ạ? Mà hành động đúng chiến thắng nằm trong tay. Đấy, tư tưởng chỉ đạo của nó là như thế. Và trong sách tôi làm cái đó rất là rõ ràng. Thì vì làm sao? Thưa các vị, tôi là ngày xưa là dạy văn, tôi đã viết tiểu thuyết. Mà muốn ở trên trường tôi đã viết tiểu thuyết rồi đấy chứ. Mà cũng chưa không giấu cho các vị cái tiểu thuyết Vàng Cô Rôm mà ngày ấy trong chiến tranh đó mà nhà xuất bản tác phẩm mới trả công cho, trả tiền nhuận của tôi 2.700 đồng. Thời chống Mỹ đấy, 2.700 đồng. Thế là nhà văn Nguyễn Duy Huân nhận tiền nhuận rút đem về đây cho mẹ tôi. Mẹ tôi mới xây cái nhà này. Tiền xây hết 1.100. Tiền thợ mộc hết 500 nữa. Đấy, ngày đấy xây cái nhà như thế này thì có thế thôi. Bằng tiền nhuận bút tôi viết cái tiểu thuyết Vàng Cơ Rung ở Quảng Ngãi. Tại sao thế? Là vì thế này. Có một cái người dân tộc Hơ Rê, tên anh ta là Đinh Tanh. Anh ta đánh giặc rất giỏi, nhưng mà đi làm thành tích anh hùng cho anh ta thì không cán bộ dân vận nào đi làm được. Cuối cùng thì ông chủ nhiệm chính trị gọi tôi lên là mày phải đi làm. Tôi thì cái lúc mà mới vào chiến trường thì đói quá thì phải đi đổi gạo mà ăn. Đổi gạo là đổi muối cho đồng bào dân tộc, đồng bào dân tộc lại cho gạo, thế để mà sống. Thế bộ võ vẽ được ít tiếng rê. Thế là về nhà thì cũng là nói cho vui thôi. Không ngờ ông chủ nhiệm chính trị cũng phát hiện được. À thằng này biết tiếng rê. Thế là đây phải đi làm cái này. À, thì biết không sợ sống, bảo đi thì cứ đi thôi. Mà lúc ấy tôi mới mang quân hàm trung quý, à, trung sĩ các vị nhé. Mà để làm cái việc đó là phải người có quân hàm trung úy, nghĩa là cán bộ tuyên huấn của tỉnh đội. Chứ còn tôi mới là chiến sĩ, mới là văn thư đánh máy thôi mà. Nhưng mà điếc không sợ sống mà bảo đi thì đi. Đi về làm thành. Làm được cái thành tích anh hùng cho ta gửi ra Hà Nội, cái ta phong anh hùng. Điện phát rồi. Phải viết bài để tuyên truyền. Lại gọi lên. Thế là giao cho giấy, giao cho bút. Đưa ra cái kho gạo, ngồi đấy mà viết. Thế là sáng chị em mang cơm ra, trưa chị em mang cơm ra, tối chị em mang cơm ra, cứ ngồi đấy mà hì hục mà viết thôi. Thì gửi lên trên Bộ Tư lệnh Quân khu. Thì ông Nguyễn Ngọc là người đọc. Ông mới phát hiện ra a à, thằng này có khả năng văn chương. Thế là ký quyết định gọi tôi lên Cục Chính trị Quân khu 5, giao cho một chỗ. Ông ấy chỉ hỏi tôi là anh có biết gì về cái người dân tộc không? Thì dạ có. Thế thì viết đi. Nếu anh viết thành công nó giống như thứ sông Đông êm đềm. Nhưng mà cái số tôi không được làm nhà văn, cho nên viết tập 1 xong cái thì tập 2 thì không cho làm nữa. Vì sao? Vì ông Hồ Phương ký lệnh điều tôi về Học viện Nguyễn Du ở Hà Nội. Nhưng mà cán bộ nó không cho. Nó bảo nó là cán bộ chính trị, chúng tôi trả lương cho nó, xin nó mà không
không xin cán bộ. Nó đều một phát tôi đi làm tuyên huấn cho sư đoàn 307 lên tuốt chùa Presbyter, cái nơi đánh nhau giữa Thái Lan và Campuchia rồi đấy. Thế là tự nhiên tôi trở thành cán bộ tuyên huấn. Thế thôi, hết tuyên huấn sư đoàn đến tuyên huấn quân đoàn, mà bên lúc bây giờ gọi là mặt trận thôi, rồi thì về về hưu. Đấy, ừ, cái chức tuyên huấn diễn trận. Xin thưa các vị, tại làm sao tôi có khả năng viết được như thế là nó cũng có cái nghẽo của nó như vậy. Chuẩn bị đó là tập 2 đúng rồi. Thế còn à, lâu nay xin thưa thật với các vị là tôi không viết. Tôi không viết vì nhiều ý kiến. Ở câu lạc bộ Thái Bình người ta bảo tôi là bà ông Kỳ đừng viết nữa. Chứ thầy Châu có viết chuyện lần chữa bệnh đâu mà ông Kỳ viết. Thì tôi cũng nản. Vì tôi viết là có ai trả những bút cho tôi đâu. Trái phát giấy khen mà lại cung cấp tư liệu, cung cấp kinh nghiệm cho các bạn. Nhưng mà câu lạc bộ Thái Bình thì họ cứ kỳ thị với tôi. Họ bảo rằng ông ấy nói thế thôi chứ làm gì mà tài thế. Ông ấy nói quá lời đấy chứ làm gì mà tài thế. Là thành thật với các vị là tôi không đi sinh hoạt với câu lạc bộ đó. Tôi làm một mình tôi đi chứ. Vì các vị là bác sĩ, là thầy lang, các vị cho rằng các vị là giỏi cơ. Còn tôi thì các vị không tin thì thôi. Ở đời nó có cái câu bụt chủ nhà cũng thiên. Thế mà thằng dân cày mà đi làm được giỏi như này là không đời nào ai tin cả. Mà để đến bây giờ tôi tạo được cái tiếng này tôi phải vật lộn trần ai đấy các vị. Không dễ gì đâu. Nhưng mà thôi đến bây giờ tài qua nạn khỏi rồi. Giờ cứ thế này mà vươn lên chứ không có gì nghĩ ngợi nữa. Bây giờ là chính quyền các ban ngành đoàn thể tuyệt đối không gây sự gì nữa. Đúng không ạ? Ai cũng muốn gây sự gì đơn thư có gửi đến chỗ nọ chỗ kia họ sẽ làm giấy chủ họ mua. Không có ý nghĩa gì với đơn thư tố cáo nữa. Thầy xin thầy nói qua về những cái kinh nghiệm mà thầy vượt qua những cái khó khăn ấy. Vâng. Tôi để cho mọi người ở đây là sắp tới là mọi người đều về địa phương này làm việc này. Chắc vâng. Chắn sẽ gặp phải những cái khó khăn mà thầy đã từng trải qua. Vâng. Mình nghe để mình hiểu. À, xin thưa các vị là theo yêu cầu của hội là tôi cũng xin công khai thật. Tôi đi học về, được học có 3 ngày chứ. Chứ có phải đâu như các vị bây giờ được học nhiều. Học 3 ngày thôi. Nhưng mà về nhà tôi có một cái may mắn này, tôi có cái trí nhớ rất tốt. Về nhà tôi thực hành thắng lợi ngay. Thắng lợi đầu tiên mà tôi chữa bệnh cho bà mẹ tôi bị viêm phế quản mãn tính mà khỏi. Đấy. Xong rồi đến bà vợ tôi đau đầu gối khỏi. Thế là bắt đầu người ta tìm đến cho tôi ừ để tôi làm thử thôi. Nhưng mà tôi làm thành công rất nhanh. Và chỉ một tuần sau nhà tôi đầy người. Thì lúc bấy giờ ở làng tôi, xóm tôi rất nhiều người phản đối, cho rằng tôi là bịp bợm lừa nhân dân chứ biết cái gì mà chữa bệnh. Y tá không phải, thầy lang thì không, không có bằng cấp người nhi, học 3 ngày, tì tuyệt. Cho nên người ta đi ở ngoài đường cái, người ta mắng tôi thế này này. Ôi giời ơi, và em cứ đập bệnh viện đi, đuổi bác sĩ về chăn gà chứ ông Kỳ bấm huyệt nó khỏi bệnh. À, tôi nói khay. Ôi, tôi ở trong sân này người ta đi ở cổng này thấy. Vâng. Người ta giễu tôi thế mà. Vâng. Còn ở chợ Quỳnh Côi kia thì nó bàn tán nhau như là họp chợ ấy. Ôi giời, cái nhà ông Kỳ ấy châm châm chọc chọc. Xin lỗi các vị nó văng tục ăn thua đéo gì. Vâng, bác sĩ nọ thầy giáo sư kia thuốc như rời chả chữa được. Châm châm chọc chọc mà khỏi được. Người làng tôi cả, người xóm tôi cả. Mặt họ tôi biết, tên họ tôi biết. Nhưng mà tôi không cãi nhau với họ. Họ nói chợ mà khinh bơ, không cần biết. Còn việc tôi cứ làm. Và chỉ có một điều là khi trong cuộc họp người ta phê bình tôi quá đáng thì về nhà tôi điên tiết là tôi có văng tục. Mẹ cha chúng mày đã thế bố mày quyết học quyết làm cho được. Thế thôi. Thưa các vị là các vị về đọc cái cuốn chùa, cái cuốn thời gian trở nên tôi kể hết. Thầy chùa ở Quảng Ninh về bị phạt 300.000 đồng. Thầy chùa ở Thanh Hóa về bị phạt 200.000 đồng. Xe của bác sĩ ở bệnh viện phụ sản Thái Bình đưa mẹ chồng về đây bị đập đèn ô tô. Những chuyện đó là có thật hết. Không cãi vào đâu được. Và khi tôi công khai những cái đó trên trang sách, trên trang giấy rồi mới đưa lên mạng, đều có bí thư rồi chủ tịch, bí thư chi bộ và thôn trưởng đọc hết. Chủ tịch chủ người cao tuổi đây, cái nhà đây. Ông ấy là ông anh rể của tôi. Nhưng mà tôi đọc hết, không ai phê phán gì được, tôi nói đúng quá. Chỉ có một cụ ở trong làng bảo ông, sự thật thì nó cay đắng thế, nhưng mà bác viết thế này nặng nề quá. Thế còn bạn bè tôi thì, những người cùng dạy học với tôi, người ta đến tận nhà rồi, chết rồi, đánh rắn với chửa cửa hang. Ông làm thế này thì nó làm thịt ông à? Thế thì sao tôi ngang,
chả sợ, không ai làm thịt tớ đâu, vì tớ làm cái gì mà làm thịt tớ. Còn tớ làm này là tớ làm công khai, báo cáo bí thư rồi, báo cáo chủ tịch rồi, còn gì nữa nào. Các vị không có ý kiến thì tôi cứ thế tôi đưa lên thôi. Và xin thưa là cái điều đó lại được người đời hoan nghênh cơ. Đấy, khi mà đọc những cái bài tôi viết đấy, người ta thấy tôi gian nan như thế, người ta lại gọi điện thoại về đây. Chúng tôi phục thầy. Trước hết là cái thầy có dũng cảm, có dũng cảm mới làm được như thế. Thì xin thưa các vị là không đơn giản đâu nha. Người ta kiện lên đến huyện không giải quyết được, người ta kiện lên tỉnh, mà tỉnh phải về, công an tỉnh về, công an huyện về, sở y tế về, phòng y tế huyện cùng phụ vào. Thế cơ mà rầm thế này. Ông phó giám đốc sở y tế tỉnh Thái Bình giới thiệu với ông ba đồng chí trung tá, một đồng chí thượng tá công an. Các đồng chí ấy đủ thẩm quyền xích tay ông tại chỗ. Ủa, thế ra các ông về đây định bắt tôi à? Thế nếu các ông bắt tôi thì xin thưa thế này, các ông cho tôi xem quyết định công lệnh bắt người của Viện Kiểm sát Nhân dân. Không có. Tôi cũng là cái người có hiểu biết pháp luật mà. Tôi hỏi ngay, thế thì nếu muốn bắt tôi thì cho tôi xem công lệnh bắt người của Viện Kiểm sát Nhân dân. Không có. Hoài, nếu không có công lệnh bắt người của Viện Kiểm sát Nhân dân thì các ông cho tôi xem hồ sơ tôi vi phạm pháp luật. Không có. Ở đây nhá, các ông là cán bộ đương chức đương quyền mà không hiểu pháp luật bằng thằng dân cảnh. Lý do gì nữa mà các ông đến đòi bắt tôi nữa là? Nhưng mà ông không, chúng tôi nhận được đơn tố cáo, ông không có bằng cấp ngành y, chết với tôi rồi. Mà đây, các ông thật sự không hiểu biết gì về pháp luật bằng thằng dân cày là tôi. Luật pháp của nhà nước Việt Nam từ thủa vua Hùng dựng nước cho tới thời đại Hồ Chí Minh, có chỗ nào quy định rằng phải có bằng mới được chứ vậy? Ông cho tôi biết điều bao nhiêu, chương nào, bộ luật nào. Các vị ngồi ngay cắn tàn đây. Làm gì có? Cho đến bây giờ vẫn không có. Chứ đừng có nói là những cái năm mà tôi làm diện trấn gian nạn, bây giờ cũng chưa có. Sau đó thì tôi hỏi, thế sao lại vô lý thế được? Nhưng mà ông không có bằng cấp ngành y, tôi không có hay. Tôi hỏi ông, chữa bệnh bằng cái tài y thuật hay bằng cái mảnh giấy? Ông có bằng bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ gì mặc ông? Nếu ông không có tài chữa bệnh thì cái mảnh giấy đó chỉ là cái giấy chủ hiệu một. Tôi điên tiết, tôi nói trắng phớ rồi, vô giá trị. Các ông là bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ gì mặc kệ các ông, không chữa khỏi bệnh dân, không thèm đến nhà. Tôi chẳng có bằng y tá đâu, nhưng tôi có chữa khỏi bệnh người ta mới ùn kéo đến nhà tôi đây chứ. Này, xin hỏi tất cả các ông các bà đây, tôi có mời ai không? Không. Nhưng mà tôi chữa khỏi bệnh, chứng minh cho các ông xem tại chỗ. Nào, mời bác Thái đứng dậy. Ông Phạm Công Thái ở thôn Vạn Niên, xã Quỳnh Hòa, bị bại liệt, bệnh viện trả về, bảo phải đi tìm gia truyền. Nhưng vợ anh ta nghe tiếng tôi, lấy cái xe thổ lợn đem lên đây. Tôi chữa cho 4 ngày ông ta đi được, nó không đi trong này. Này, bác cho biết đã hết bao nhiêu tiền? Dạ, tôi chưa mất đồng nào. Thế tôi hỏi luôn, thế bây giờ các bác sĩ đưa ông Thái về bệnh viện mà chữa thì tôi đi chơi. Thế còn nếu không thì xin mời các bác sĩ tạo thuận lợi để tôi cứu ông này. Chị cũng chứ. Đó. Cùng lúc ấy nữa thì sao? Cái ông Hồng lúc bấy giờ ông ấy là phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, nhưng ông được nghỉ hưu rồi. Ông ấy lại có người cháu làm phó phòng y tế huyện Quỳnh Phụ. Thì ông ấy nói ngay với ông cháu, cháu ơi, bệnh của cậu đây, các cháu có chữa được đâu mà chú ấy chữa cho, tức là tôi là em ông ấy mà, chú ấy chữa cho ta khỏi, tạo thuận lợi cho ông ấy làm chứ. Thôi rồi, lại thêm một cái bà bộc, bà ấy là thị trấn Quỳnh Côi, bà này là cái người phụ nữ ngang ngạnh đấy. Cái thủa mà bà ấy đi buôn rượu, mà người ta đi bắt thuế buôn rượu đó, bà ấy làm cho các vị bắt rượu của bà ấy ngã ngửa. Bắt hôm nay bà chịu nộp phạt, mai bà đội thật nhiều trên đầu này này, đến thu bắt nộp phạt, bà vâng, thế tôi gửi rượu đây, tôi về tôi lấy tiền, để rượu xuống về lấy tiền ra để nộp phạt, nộp xong rồi ký giấy biên bản xong rồi bà bắt đền rượu. Tao uống hết rượu của tôi rồi, tao đổ nước lá vào đây chỉ có tí ở trên mặt thôi. Ô hay, thế là gậy ông đập lưng ông đấy. Dưới là bà để nước lã trên bà đổ tí rượu vào. Mà đội rất nghênh ngang cho các ông bắt luôn à. Thế nhưng các ông thuế là phải thua đấy. Bà ấy tên là bà Bộc.
tức là bà ấy đọc nổi tiếng đấy. À. Thế thì bà ấy đau đầu gối, mà các bác sĩ là chơi với con trai bà ấy, đến ăn phở nhà bà ấy là quán bán phở nổi tiếng ở Quỳnh Côi này. Thế này bà ấy lên tiếng, bà ấy ngồi dưới đáy này cơ, bà ấy bảo ơi các bác sĩ ơi, các bác sĩ chơi với con tôi, đầu gối tôi đau có bác nào chữa được đâu, mà tôi vào đây ông ấy chữa tôi khỏi rồi. Thôi các bác sĩ đành vui vẻ ra về, chấp nhận chứ giờ làm sao. Tôi làm thành công đấy, thích thì để tôi chữa bệnh cho dân, mà không thích thì đem ô tô đến chở đi. Và tôi nói thật, nếu mà tôi không có bằng cấp người gì, nếu như không đồng ý cho tôi chữa bệnh thì xin cho tôi cái quyết định cấm không được làm nghề. Tôi dán phóng to lên, tôi dán là thường bà con là tôn trọng cái tờ giấy đó, người ta ra về. Còn người ta không tôn trọng cái tờ giấy đó, người ta vào đây là khách của tôi. Tôi giúp được gì cho ai thì tôi giúp. Thế thôi. Nhưng mà không, cơ quan không cho cái lệnh cấm. Mà không cho lệnh cấm thì cuối cùng thì các vị đấy lại xuống thang. Ồ, tôi bây giờ chúng tôi mới thông cảm về công làm. Thôi, việc bác làm hay đấy, chúc bác sức khỏe. Mong bác cố gắng nghiên cứu phục vụ nhân dân tốt hơn nữa. Thế thì sao? Tôi phải cảm ơn chứ bảo ạ. À, các cháu đâu vào ông ấm chè. Lúc bây giờ mới pha chè mới nước mà. Không đến hùng hùng ngổ, tôi dạy gì tôi mà uống nước. Bảo ạ. Thưa bên này là bây giờ thì coi nhá. Dạ rồi, bây giờ tuyệt đối rồi. Vâng, phòng y tế biết rồi. Thầy có phải học qua lớp nào nữa không để có chứng chỉ không? Dạ thưa tôi, đáng nhẽ là phải vào thành phố Hồ Chí Minh học để thầy Châu cấp chứng chỉ cho. Nhưng mà các vị thấy đây, tôi ở cái nhà mênh mông thế này, vườn mênh mông này có một mình, làm sao vào thành phố Hồ Chí Minh 3 tháng mà học. Thôi, tôi đành là có thế dùng thế, chịu khó bắt cái não ra mà nghĩ. Đúng 3 ngày thôi. Vâng, thực sự như thế, có 3 ngày thôi. Thầy ơi, thế là thế vừa rồi đấy, những người nào không làm gì họ cũng không đến. Dạ thưa thế này, chính quyền ở chỗ tôi thì có một cái hay này. Từ ngày tôi bắt đầu làm, tuyệt đối đảng ủy ban không hề gây khó khăn gì cho tôi, mà chỉ có đưa an ninh đến nhà xem xét, và an ninh chỉ dặn tôi một câu rằng là cố gắng giữ gìn an ninh trật tự, rác thải cho gọn gàng, thế thôi, chứ còn tuyệt đối không gây khó khăn gì cho tôi. Khởi đầu người ta thu cái tiền là tạm trú tạm vắng, thế đó là việc của an ninh với lại người bệnh, là các nhà trọ không liên quan đến tôi. Vâng, thế còn đảng ủy ban không khen cũng không chê, không phê phán gì. Nhưng mà một vài năm sau thì điện thoại người ta gọi về ủy ban và đảng ủy, thì các đồng chí cũng nói thật, ông ấy không có bằng cấp gì đâu, ông ấy chữa bệnh đông đấy, còn kết quả thế nào thì chúng tôi chưa biết. Thế thì người bệnh đến đây lại khai với tôi như thế, tức là đảng ủy ban có công nhận rằng tôi chữa bệnh đông người. Đấy, thế thôi, chứ còn thì khen thì không khen, mà chê cũng không chê. Xin thưa thật như thế. Thế thì bây giờ cấp ủy đảng chính quyền không can thiệp thì tôi im lặng tôi làm, mà làm theo cái cách của tôi thì cũng chả can thiệp được. Tiền công không đòi, khỏi bệnh về thích thì đãi ngộ, không thích thì thôi, chả đến ngày. Và cho nên người bệnh đến là tôi chưa từng, có thể hỏi bà tên là gì thì có thể nói, mà cũng cứ bà ở đâu thôi, chứ còn tên là gì cũng không hỏi, không hỏi, hỏi làm gì, không ghi tên tuổi, không cần điểm danh. Cho nên là cái cô giáo Anh Duyên ở Quảng Ninh, cô ấy làm một câu thơ như thế. Không ghi tên tuổi, không cần điểm danh, chữa bệnh không đòi tiền công. Người ta bảo đó là về đây có những cái chuyện kỳ lạ. Cái kỳ lạ thứ nhất, học 3 ngày mà chữa bệnh. Cái kỳ lạ thứ hai, tuyệt đối không có tí thuốc nào mà khỏi bệnh, mà lại khỏi nhanh. Cái kỳ lạ thứ ba nữa là tuyệt đối không có công an. Cái điều thứ tư là người ta đến đông thế, bí quyết gì không giải thích được. Thì xin thưa các vị là những cái điều đó chưa ai lý giải, mà tôi cũng chả cần ai lý giải làm gì. Vâng, người ta cứ đến, tôi cứu giúp được ai thì tôi cứu. Trường hợp như cái cháu kia, à, tôi xin ạ, như cái cháu nó đang trọ ở đây thì... Thầy ngồi thầy nói. Vâng. Lại nói như thế là tôi xin thưa các vị như này, có những cái việc mà ngoài sự tưởng tượng của người đời. Ví dụ như thế này, ông Nguyễn Đăng Lặc, cái tên cũng hơi khó gọi một tí, Nguyễn Đăng Lặc, ông ấy ở thôn 5,
xã Vũ Quý, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Ông ấy đi bệnh viện khám bệnh, bác sĩ kết luận ông bị viêm thần kinh số 5. Nhưng mà 21 năm không chữa được. Hà Nội không chữa được thì đi Sài Gòn, Sài Gòn không chữa được thì về Đà Nẵng. Rồi thì mời bác sĩ Pháp về chữa nữa. Không được. Đau, đau lắm, đau mức độ là cứ bưng chặt má thế này. Thế bây giờ làm sao? Nhưng mà con trai ông là ông Lực được một người từ Thụy Sĩ gửi cho tập thời Diện Trần. Về nhà ông Lực đọc cái tập thời Diện Trần ấy xong mới thấy lạ, đem bố lên đi xem thử. Thưa các vị, điều kỳ diệu xảy ra bất ngờ hoàn toàn với những người bệnh ở nhà tôi. 21 năm ông cũng không nói được. Vì sao? Đau quá, cứ một tay bưng thế này, một tay ôm thế này thì còn nói cái gì? Đây, cứ thế này. Mở miệng không được. Không viêm gì thần kinh số 5. Một tức là bác sĩ kết luận là bị viêm thần kinh số 5. Nhưng mà đau quá không nói được, cứ thế này. Thế thì đến đây thì tôi mới nghĩ ông này bị viêm thần kinh số 5 thì đúng rồi. Nhưng mà cái chứng đích thực của ông ấy là hàm mặt đau cứng. Cái hàm nó cứng ra, nó đau thì ông mới không há được mồm. Mà ông không há được mồm thì làm sao nói? Suy nghĩ thế đúng hay sai ạ? Đúng rồi. Vậy tôi chưa chữa thần kinh số 5, tôi chữa luôn cái hàm mặt đau cứng. Mà cái hàm mặt đau cứng rất dễ. Đây, nói có sách mách có chứng. Thầy dạy đấy nha, chứ có phải là tôi đâu. Nhưng mà tôi chỉ có cái khác, gọi là sáng tạo cũng được. Thầy viết rằng hàm mặt đau cứng bên trái thì thầy cho phác đồ như này: 156 bên trái, 7 bên trái, 61 bên trái, 300 bên trái, 94 bên trái, số 3 bên phải. Hàm mặt bên trái mà thầy cho thế. Nhưng ông già này cũng là hàm mặt nhưng nó không ở trái. Làm bên phải thì có gì, đơn giản như có gì hả? Thì từ trái ta chuyển thành phải có dễ không? Đáng nhẽ 156 trừ thì bây giờ ta làm thành 156 cộng, có được không? Thế thôi. Rồi, xong rồi đến 7 cộng, rồi đến 300 cộng, đến 94 cộng và 3 đáng nhẽ cộng thì bây giờ chuyển sang trừ. Thì có thế thôi. Thế mà tôi buông cái que giỏ ra một cái, hỏi ông cụ thấy thế nào. Tôi đố các vị biết ông trả lời thế nào, có trả lời không? 21 năm giờ tôi mới biết nói. Nói ngay tại chỗ. Mà cái chị Minh Tân Nguyễn ấy, chị chưa cần ở đây, chị chứng kiến cái chuyện đó. Mà chị viết ngay một bài, chị gửi lên Facebook. Đấy, đó là sự thật, chị chứng kiến tại đây mà. Thế thì giả thích làm sao? Nhưng mà thế này còn cái thần kinh số 5 nữa chứ. Không, nếu chị làm hàm mặt đau cứng thôi là chưa được. Hôm nay làm, ở đây nó bớt, nói ra được, nhưng đêm về nằm nó lại đắng. Vậy thì mai ta lại phải chữa cái thần kinh số 5 cho ông cụ chứ. Thấy không? Mà thần kinh số 5 thì cũng có trong sách đây rồi. Có cái gì đâu, chỉ cần lật ra một tí nữa là thần kinh số 5 là 8, 12, 20, 196, 188, 73, 176, 14, 15, 275. Thần kinh số 5 đấy. Và còn có một phác đồ đằng sau này nữa. Thì ta dùng phác đồ A không được, ta sẽ dùng phác đồ B. Có thế thôi. Mà chỉ có điều ta chịu khó một tí. Đây, phác đồ thần kinh số 5 thầy cho có gì? 34, 100, 55, 16, 277, 156, 61, 156, 761, 3, 394. Thưa các vị trong sách có đây. Không cần ghi chép làm gì. Đây, tôi có dấu ai đâu. Mà tôi chỉ vận dụng sách thầy thôi. Tôi vận dụng sách thầy bằng trí hiểu biết của tôi, bằng cách suy xét lập luận của tôi, gọi là suy nghĩ hợp lý. Alo, xin lỗi, bây giờ đang bận quá. Chiều quá bạn Năng. Ôi trời ơi, đang có việc quan trọng lắm. Rồi để tôi cứ khác nói nhá, bây giờ đang quá bận này. Để xem lại quyển chìa khóa con. Xin thưa các vị là hả? Là
làm như thế đấy. Mà 21 năm bệnh viện Hà Nội không chữa được, bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh không chữa được, bệnh viện Đà Nẵng không chữa được, bác sĩ Pháp sang thua. Ông Kỳ học 3 ngày diện chẩn thành công. Tôi nói điều này là có thật, bởi vì tên tuổi địa chỉ đấy, ngay người Thái Bình của chúng tôi mà con trai ông cụ ấy lên đây, đem con trai cả đem lên chữa bệnh. Rồi sau đó ông cụ có 10 người con, cả 10 người con ấy lũ lượt về đây thăm tôi. Mà con ông làm thành đại, con là cán bộ công an to bự ở Thành phố Hồ Chí Minh, ra cho biếu tôi chai rượu Tây. Tây thì chả muốn uống nhưng mà biếu để bày chơi cho đẹp. Đấy. Thế rồi con gái giám đốc nọ, rồi con trai út nữa làm giám đốc kia, đem về cho thứ nọ thứ kia. Và cũng không giống gì các vị, cứ mỗi một người về đây thăm lại nhắc được túi tôi 500. Tôi là giúp bà con cái gì mà các ông nhắc tiền vào túi tôi. Ôi giời ơi, bố tôi thế tôi phải cảm ơn ông Nhi, chứ còn làm sao nữa. Thế thôi. Thế mà 10 người con cho đủ mỗi người 500. Không ai thiếu. Thế còn rượu chè sẽ cho không kể. Hay xin thưa các vị, con bố người ta nói ra được khỏe mạnh không làm sao nữa thì người ta sướng quá. Và hôm nọ thì ông cụ bắt con thuê xe ô tô chở lên ta thăm ông ấy, lại thuê xe ô tô lên đây chở lên theo, và đem theo tất cả 6 người là cháu của ông cụ ấy đến đây yêu cầu được chữa bệnh. Người đau cuộc sống, người thần kinh tọa, người nọ người kia, tôi làm hết cho mỗi người một lần, bái phục hết tất cả. Và xin hẹn sau mùng 2 tháng 9 sẽ lên. Đấy, thì xin thưa các vị là sắp tới đây tôi ngập với cái thành phần đó. Vâng, các đại gia. Vâng, thì xin thưa các bạn, tôi không giấu cái gì nhá, cho tôi tiền tôi cũng nói thật mà. Ai người ta nhắc cho tôi 500 với họ là cái gì? Một ông giám đốc công an ở Sài Gòn, thế cho 500 là cái gì? Vâng, một ông giám đốc công ty gì đó cho tôi nhắc được 500 là cái gì? Vâng, về đây thăm hỏi một lúc thì biết là bố cháu khỏi bệnh thì lên thăm xem ông là người thế nào mà chữ được thôi. Bác sĩ nọ, bác sĩ kia không được, ông làm thế nào chữ được thì lên dòm mặt tí thôi. Và xin thưa các vị kia, cái chai rượu đồ đỏ kia là của cái ông ở Úc. Người ở Úc, nhưng mà quê gốc ở Thái Bình. Biết tiếng tôi từ Úc rồi, về Thái Bình bắt người nhà phải chở lên đây cho bằng được. Xem mặt cái ông Kỳ là thế nào. Mà tiếng tăm lại sang lên tận nước Úc. Thế kế. Thì trước các vị là tôi nói như thế không phải tôi khoe là tôi được người ta cho cái nọ cái kia. Cái đó chả có ý nghĩa gì. Tôi có uống đâu, rượu vợ cứ để đấy chơi. Rượu Tây ấy mà. Thì mấy ông như ông ở Úc về thì là thật. Cái ông mà giám đốc sở công an ở trong kia cho thì có thể là thật. Nhưng mà còn bà con ta Hà Nội ở phòng về cho thì tôi bố ai biết đâu mà. Không ạ? Thật hay giả? Thôi, chả mang họa vào gì. Nhưng mà cứ cái này tôi dùng. Là chuối. Thế đây. Lá chuối thôi, còn bà con có con cái đi Hàn Quốc về mua cho củ sâm Hàn Quốc để cho thì bày chơi cho đẹp. Thế thoáng uống một tí. Thưa thầy có phải cái triệu chứng ấy có một cháu nó ở cái trung tâm tự kỷ, mặt nó cứ bưng cái này suốt ngày, mồm méo này đau lắm. À thưa bà, nó là tự kỷ là nó không nói. Thì bà phải cảnh giác thần kinh số 5, thần kinh số 7 hay gì đó. Cái thằng ấy này, thế sau cái lúc ở trên ý thì em đi tình nguyện trên đấy thì bảo đi bệnh viện nó nói mấy chục triệu mà không bảo đảm bảo. À thế đấy, xin thưa các vị là nói ra các bác sĩ, ở đây có vị là bác sĩ tôi cũng xin nói thật nha. Các bác sĩ có tự ái tôi cũng phải nói trắng phố. Đấy. Nhiều bệnh viện không chữa được, bác sĩ không chữa được, diện chẩn chữa thành công. Tôi nói diện chẩn chữa thành công chứ không phải ông Kỳ đâu nhá. Không ai kia công rồi bảo ông Kỳ nó khoác. Tôi nói diện chẩn thành công. Ví dụ trường hợp ông Lạc đấy. Không ạ? Mấy cái bệnh viện chứ có phải một bệnh viện đâu. Bác sĩ Việt không được, bác sĩ Pháp cũng thua thôi. Nhưng mà diện chẩn thành công. Đấy là thật. Và chiều hôm nay sẽ có cái cháu đây các vị thấy. Bệnh viện trả về. Nó chuẩn bị đào hố rồi, xây gạch rồi. Chỉ còn bỏ xuống đấy nữa thôi. Mà bây giờ thân chết lui đó. Còn khỏi hay không là phải do bác sĩ đi chiếu chụp cái não này. Cốt lận là khối u của nó tan rồi. Nhưng còn bây giờ thì chân tay nó khua quắng, nó dãy, nó đạp, nó hò, nó hét. Thôi tôi hãy biết làm được thế. Xin thưa các vị. Thế thôi, hơn hẳn. Bác sĩ bệnh viện to đùng ngã ngửa trả người ta về rồi. Thế bây giờ mình làm được thế, mình phải có quyền tự hào chứ.
Và tôi nói với các vị đây là nói với những người đang học nhân dân, chứ còn với nhân dân tôi không thèm nói. Tôi nói người ta không tin, người ta chỉ bố tôi là ông nói khoác. À, không chơi. Đấy. Thế mà sau này các vị về cũng thế, chớ dại khoe khoang. Mình cứ im lặng mình làm, rồi cái người bệnh người ta khoe cho mình. Thế thôi. Không cần gì. Ghi câu này, ghi câu này. Im lặng mà làm thôi. Im lặng mà làm. Không cần khoe khoang. Nhưng khi cần khoe thì ta khoe. Ví dụ hôm nay ta phải khoe chứ. Các bạn, các vị ngồi đây với tôi mà tôi không khoe các vị thì sao? Mai kia các vị lấy về đây để làm gì? Về đây để biết rằng là cái diện chẩn nó là thế nào. Mà tôi có đó tôi không cho các vị, cũng là độc ác. Tôi cho các vị ta biết này. Và bây giờ là gần 12 giờ rồi à? Các bạn? Gần đúng rồi đấy ạ. Thôi. 12 giờ kém 25 rồi. Dạ. À, thế thì bây giờ thế này, tùy là anh Hội nhá. Xin thưa là đấy các vị, còn tôi thì là tôi báo cáo thật thà, không giấu cái gì cả. Mà những cái trường hợp như thế này, tôi tại làm sao tôi không ghi chép ai cả. Nhưng mà những tình huống nó đặc biệt quá để nói có sách mới có chứng. Và tôi đã có kinh nghiệm như này. Khi tôi nói tôi chữa bệnh tâm thần phân liệt, cái tập thời diện chẩn lên người ta đọc hết, phóng viên nó đọc hết, nó không tin đâu. Nó về tận nhà người bệnh. Cho nên là ở trên Hà Nội thì chắc không biết anh Hội có tìm được không, chứ giải mã phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, đem cái chuyện tôi chữa tâm thần ra mà nói. Nó về tận nhà mà. À, thế anh này bệnh thế nào, bố khai thế nào, rồi cái bà thím dâu đem đi chữa là khai thế nào. Về người ta mới làm một cái phóng sự dài mấy số đấy, cái báo gọi là báo tâm ngôn của mình đấy, không, cái báo báo gia đình và xã hội, tuần báo nó làm luôn mấy tuần. Thế, à đúng cái hôm ở trên Hà Nội đấy, nó tìm tôi bảo ơi có ở nhà tôi chưa, ở đây thì tôi có tư liệu gì đâu mà cung cấp. Tôi không cung cấp cho nó thì nó về tận nhà người bệnh nó tìm hiểu, chứ không phải là chuyện chơi với nó được. Thế nên bây giờ là có một cái hay là bây giờ chính các phóng viên nó tuyên truyền cho ta. Gọi có phải cái quyển giống không không? Chưa quá phần năng. À vâng vâng. Còn thêm mà bây giờ trong một ít thời gian 20 phút nữa thì mình tranh thủ hỏi những cái bệnh mà phổ biến ấy. Bây giờ tôi cho con hỏi là cái u nang buồng trứng ấy, mà bây giờ phụ nữ nhất là độ tuổi trẻ gặp rất là nhiều ấy, thì đã chữa ca nào rồi và chưa rồi chứ nào? U nang buồng trứng chữa rồi, u xơ tử cung chữa rồi. Đúng rồi. Mà u xơ tử cung bị nhiều lắm, chị em phụ nữ nếu mà là học viện chẩn các thì cố gắng nên làm cái đó. Có phát đồ u xơ tử cung ở đây rồi nhé, các bạn trong cuốn chìa khóa vận năng có rồi nhé. Lại có cả phát đồ tiêu tiêu biếu nhé, lại bộ vị âm đạo của tử cung nhé, có không? Mỗi một cách tôi chỉ bày cho các vị thế này này, đan hai cái tay vào nhau thế này, ép vào đây, các vị trông thấy chưa? Đây. Nó có giống như cái đó không? Có giống không? Bà thấy có giống của bà không? Cô hay. Đây nhá, sự thật là thế nào? Các bạn. Thế thì ta chữa bệnh bằng luật đồng ứng mà. Chắc hai tay vào nhau như thế này, kẹp cuốn cái vào như thế này, có đúng như thế không nào? Thế thì chỉ có mỗi một việc là như này, dùng cái kênh ngải cứu. Đây, để thế này hơ. Nhưng mà khéo nhất là như thế này, ví dụ như thế này đây, buộc cái này vào đây, có phải không ạ? Buộc có chút như thế này, thế thì tự người ta làm thì hứng lên, dễ không? Quá dễ. À. Thế còn điểm báo đau của những cái loại bệnh này nằm ở đâu? Thưa các vị, thứ nhất, nếu là u nang buồng trứng, nó báo đau ở chỗ này nhiều. Đây này, vì sao? Con mắt là buồng trứng, có phải không ạ? Mà đường trên lông mày này là đường dẫn trứng, đồ hình của đường dẫn trứng chứ không phải là trứng nó chui ở đây, không phải, phải không ạ? Trứng thì nó ở trong bụng của các bà cơ, nhưng mà nó phản chiếu lên trên mặt thì con mắt này là buồng trứng, không mắt này là đường dẫn trứng, có phải không ạ? Đấy, thế thì tim ở đây nó bị u nang buồng trứng, tức là nó bị
xung quanh này này. Thế thôi. Thế mà các buồng trứng nó giống như con người này, như cái mắt này. Thế người ta chữa một con mắt này thì hơ vào đây thì nó khó khăn đấy. Đây có được không? Nó cũng giống như quả trứng đấy đấy. Phải không ạ? Có ai? Đồng thì ứng mà. Cứ đâu nó giống nó thì ta chơi thôi. Mà chỗ này mà nó nóng sực lên mà nó khỏi cái buồng trứng của đàn bà. Dạy gì mà không làm. Mà nhất là các ông đàn ông bảo người ta tự hơ ở chỗ này nó không xấu hổ. Chứ ông làm sao ông thỏ vào đấy ông hơ được. Không đời nào nó cho thỏ. Không, thì không được. Cho nên là hay đấy. Hay ở cái chỗ ta có luật đồng ứng. Rất hay. Không, cái này thì hơ ở đây thì quá sướng làm gì nữa. Còn nhắm mắt lại hơ đây có được không? Cũng được nhưng mà hơi nguy hiểm. Bởi vì không khéo nó bị bây giờ có ở đây. Ống hơ rồi, thầy ạ. Bây giờ có ống hơ hay lắm. Ống hơ tôi không có. Tôi nói thẳng có gì tôi đây tôi rất là không. Cái đó là không có. Nhưng tôi làm theo cách của người là không. Đó, thế rồi. Đây giống như quả trứng thì tôi hơ đây. Đồng thì ứng. Nha, thế các vị nhớ tôi đan tay này. Các vị trông thấy chưa? Thế đây. Đấy. Rất dễ. Không khác thế nào cả. Chính xác trong một tay. Ngón tay cái xòe ra. À không thật. Đúng. Đó. Đấy. Cô có thấy không? Này các cháu đừng có xấu hổ nhá. Vì cái này là hai bàn tay ghép lại mà. Có cái gì đâu mà xấu hổ. Đó. Này tôi không nói gì tục tằn cả. Chính xác không? Còn thấy đúng không? Chỉ vậy thôi à thầy. Thế này nhá. Thế cái cây buộc cái đấy mình để thế này mình nhấm. Hơ đấy xong là hơ đây nữa. Ừ. Không, buồng trứng liền hơ đây. Đây là âm đạo tử cung. Thì ta làm hấm thế này nhá. Không thầy là biết là không động vào của chị em mà chị em có không cần hơ lại không, không, không. Nghe là cho nên là người ta đến đây người ta không than phiền gì được. Một cái phổ biến nữa mà mọi người hay gặp thầy là u bướu ở ngoài da và u bướu trong cơ thể. Ôi, cái đó quá dễ mà. Quá dễ. Thứ nhất, các vị có cái phác đồ cái u tiêu biếu. Cái chị Hương ở Nam Định sang đây lấy rơi lên về cái khu u nó nằm ở đây. Con gái vừa mới cưới chồng mà nó tự nhiên nó có khu u ở đây nó to bằng quả táo. Chối không chứ. Có dám khai đâu. Là sợ nó còn phải kéo vào trong buồng cái kìa. Cái gì mà phải lôi vào trong này. Cháu xấu hổ lắm, có cái này. Cái này có gì mà xấu hổ, ra đây ngồi đây. Thế là làm cho đơn giản thôi các vị ạ. Cái khung nó nằm ở cái gò má này mà. Lấy cái này này, vòng quanh nó. Thưa chú. Tại làm sao ta vòng quanh? Vì chặn không cho máu đem vào nuôi khung. Đơn giản thế thôi. Đây, thế này. Tôi làm thế này vòng quanh cho ít cái xong. Làm tiêu biếu. Các vị thấy chưa? Nó u ở bên này hơ đồng ứng vào nó bên này có đối xứng bên này nó teo rất nhanh 4 ngày khỏi cha nó về. Thế đấy mà chị ta là cán bộ bảo hiểm của Nam Định cán bộ nhưng mà phải đến đây bởi vì nó càng ngày càng to ra đi mà mổ thì nó sẽ u bên ngoài đấy nhưng mà lại huyết áp cao thì mình không hơ được thì làm thế nào sao lại không hơ được chị hơ trái nhiều cơ mà không. Hơ đồng hơ theo luật đồng ứng nhá không hơ trực tiếp được thì ta hơ trái chiều đấy mà tức là sợ áp huyết cao là hơ nó áp huyết nó lên áp huyết quá cao cũng cứ hơ mà huyết áp lại giảm đơn giản là tay trái đây nắm vào hơ đây huyết áp tâm trương tụt xuống hơ đây huyết áp tâm thu tụt theo xòe ra hơ vào đây nhịp tim ổn định huyết áp tự tụt. Các vị học chẳng nhớ quá gì nhắc đời. Mà sao những cái này bây giờ còn nói ông kỳ nữa thì tôi chửi hết thôi. Đây là thấy là u biếu ngoài còn u biếu bên trong thầy ạ. Rất khó đấy ạ. U biếu bên trong ví dụ ở đấy, não kia. Vâng. Vâng, nó thế thôi. Không có gì cả. Tất cả các loại u biếu ta có một cái phác đồ tinh u tiêu biếu rất hay. À vâng. Vâng. Vấn đề là đồng hình của nó ở đâu ta chịu chứng mà. Tranh thủ hỏi thầy trước
cao là bao nhiêu, thấp là bao nhiêu? Ví dụ là 140 ở trên nhưng mà thấp ở dưới chỉ có 50 hoặc dưới 50 cơ. Thế à? Vâng. Thế thì ta gọi là chưa huyết áp thấp. Tức là hai cái tỷ lệ không ạ? Tức là bên trên là cao, bên dưới là thấp ạ. Vâng. Chỉ số dưới rất tôi chưa gặp trường hợp đó, nhưng mà thường là huyết áp kẹt, tức là chênh nhau thế này không đáng kể. Thì đây là bị kẹt. Ấn ở đây kéo xuống. Thì nó xuống. Có khi là có hôm thì xuống ví dụ như là 110 nhưng chỉ số dưới thì chỉ có 41, 42 hoặc 39. Chị ơi, nếu 110 mà 39 thì nhất định chị phải làm huyết áp thấp cho họ. Ở cái tuổi như tôi hay các bác này, huyết áp có 140 vẫn cứ an toàn. Nha. 150 thì mới được gọi là huyết áp cao. Nó có 101 mà các vị còn sợ gì mà không chữa huyết áp thấp cho nó. Bọn anh lại chưa không được học cái như thầy vừa nói là chỉnh huyết áp ở đây. Nói rồi cái đấy trong sách thì làm của thầy Hoàng Chu là có tim này. À, thầy Hoàng Chu ở bốn làm thế nào chỉ số dưới cho nó lên ông? Thầy Hoàng Chu làm thế nào cho chỉ số dưới nó lên? Ô, làm bộ huyết áp thấp cộng với bộ thăng. Đấy. Nha, huyết áp cao ta dùng bộ dán kéo xuống, mà huyết áp thấp ta dùng bộ thăng đẩy lên. Cũng như người ta bị trĩ nhá, dùng bộ thăng nó kéo tuốt lên. Em hỏi là trong trường hợp ấy là phải làm cả hai bộ, tức là bộ thăng và kéo lên và bộ hạ và kéo xuống. Đầu tiên làm huyết áp thấp, sau đó làm bộ thăng để nó kéo lên. Tức là cùng một lúc chỉ số trên và chỉ số chênh lệch nhau là làm cả hai bộ. Vâng, vâng. Thế này bây giờ cái chuyện yếu sinh lý ở nam giới và lãnh cảm nữ giới mình gặp rất là nhiều ấy. Thì ở đây thầy có hay gặp những trường hợp đấy và thầy trả lời ngay. Được chứ? Chuyện đó không khó. Thầy có hay gặp ở đây không? Những cái đó là người ta ngại, người ta không nói đâu. Chỉ nói riêng với thầy. Vâng. Một ông giám đốc buôn ô tô đi sang Trung Quốc đánh bạc, nó bắt phạt 850 triệu đồng. Thôi nộp phạt 850 triệu đồng về, thôi không đi sang Trung Quốc đánh bạc nữa. Nhưng mà một hôm ông ta gọi tôi hỏi, ông ơi, cháu nói thật này, cháu làm giám đốc tiền thì nhiều, vợ thì đẹp, nhưng có nguy cơ đổ vỡ gia đình. Mà sao thế? Cháu mắc một căn bệnh mà trên bảo dưới không nghe. Thì vợ cháu nó bảo anh không chữa là hoặc là tôi bỏ anh hoặc là tôi đi bồ. Nó bỏ thì cũng gay mà đi bồ càng chết. Thế thì bây giờ có dám về nhà tớ không? Thế là phải đem ô tô gửi ngân hàng rồi đi bộ vào đấy. Thế các vị chữa dễ mà, không khó. Đấy, nhưng mà chỉ có điều này, nó ở hai thể. Một là cái người ấy bị liệt dương. Thì thầy Châu cũng có phác đồ chữ liệt dương, thầy Thắng cũng có phác đồ chữ liệt dương, các ông thầy khác cũng có. Yeah. Hai là người ta mắc một căn bệnh là dương nguy. Dương nguy tức là dương vật nó mềm, không hoạt động được. Thì các bà các chị phải chán chứ. Thì cái đó lại chữa khác. Đấy. Nó có hai bệnh chứ không phải là có một bệnh. Thế người ta ở bệnh nào ta chữa bệnh đó. Có phác đồ cả mà. Cái trường hợp thứ hai thì thầy làm như nào? Qua dễ. Nếu như ông của Quốc Châu, ông ấy chỉ bảo rằng là vạch 53 đồng ứng lên 19 và làm cái phác đồ 17 17. Ông của Quốc Châu ông dạy đấy chứ, không phải tôi nghĩ ra đâu. 17 1 và 7 à? Số 1 số 7. Nhưng mà làm trước 15 phút có hiệu quả. Còn hàng ngày cứ làm bừa đi, chả chết ai. Nhưng mà trước khi vào với vợ thì làm đi 17. Thầy thử nhiều chưa? Tôi lấy đâu ra mà thử. Không ạ. Làm trước đi. Nhưng mà thế này, thưa các vị là tôi 76 tuổi rồi. Nhưng bây giờ có bà xinh đẹp còn làm đám cưới tôi nhận tiền. À, sao cả? Thưa thầy, em hỏi như này, các cháu tự kỷ rồi, ví dụ các chuyên gia lại đang nói cái này, đang nói về vấn đề mi liệt dương này này, thì các cháu bị gọi sinh lý lúc nào cũng đòi hỏi, nghĩa là gọi cuồng dâm đấy thì cái cuồng dâm thì nó khao, bởi vì cái trường hợp nó có một người bây giờ tôi quên. Tức là 20 cháu trong lớp thì 15 cháu sờ chim, liên tục ở trong lớp. Tôi xin thưa các vị là nó gọi là bệnh cuồng dâm, một cuồng dâm nó chỉ có một người đến đây giờ nó lâu quá tôi quên. Giờ không nhớ được. Cái đấy còn nghĩ là do vấn đề tự kỷ. Chỉ cái não xong thì cái vấn đề nó tự hết trước gốc, không phải là tại cái đó. Tại cái đầu này trước. Nha.
thì cái gì mà tôi nhớ được thì tôi nói ngay, còn nếu nó lâu quá thì không nhớ được thì không nói. Vâng, xin thưa các vị này, diện trần có nghe này, cuồng dâm chưa được, lãnh cảm chị em phụ nữ thấy trai đến nhà ngủ thế chạy chưa được, thậm chí có chị có chồng có con rồi bây giờ thấy chồng là sợ, không phục vụ được chồng, hoán thì thế là gọi là bệnh lãnh cảm, sợ đàn ông chưa được, không khó, rất dễ. Mà chưa cái lãnh cảm chỉ có đơn giản không thôi à, tôi nói là các vị không tin, chỉ có 7/13 với lại 287 vâng 63 7 113 287 có thế thôi, bảo người ta chà môi trên này chứ không hơ, vì nó hơ hơ cái môi trên này nó bỏng nó khó, cứ chà cái môi trên này tức là tác động vào cái hiệp đó. Ồ thế mà chị em hùng hằng lên, có thế thôi. Ngay xin thưa các vị là cái đó cũng quan trọng đấy, nhưng mà thế này, tại sao tôi không dám nói những chuyện đó, vì cái chuyện đó nó chạm đến sinh lý, người ta dễ quy cho tôi cái tội là kích thích nọ kia à, nên. Nhưng mà các vị ở đây là học viên hỏi thì tôi bảo thật, những cái chuyện đó tôi chữa dễ như được. Chị thế thôi này. Vâng. Đấy, ví dụ lãnh cảm đấy, chỉ có thế thôi. Lãnh cảm này thầy nói rồi, như còn cái mềm kia thì mềm đấy, bệnh dương mi thì thôi thôi. Bây giờ nói đây có chị em xấu hổ lắm, không chưa? Thôi thôi thôi. Rồi. Ai chị đi học mà. Cái này cái này là ba. Cái tai nó nguy hiểm lắm thầy. Thầy nói lốt đi nhớ đâu không ra. Thầy nói đây là cái vấn đề thì chị nói đấy. Thật ra có một cái pháp đồ nó quá đơn giản. 63 19 300 cộng 1/3 thế thôi mà thắng, thế phải cộng với lại cái 17 à. Nếu là những người nhẹ nhàng người máy chỉ cần làm thế thôi à, khác ngày. Nhưng mà cái 17 là phải làm trước 15 phút, mà cái 17 đó mà làm như thế nhá, cái người bệnh thì ăn rất ngon miệng, không biết sao thế nó kích thích ăn rất ngoài miệng và hung hăng lên ngay. Thế này tôi cái thường tếu này vừa thôi, không có vợ nó này chạy thì cẩn thận nhá, sao nó phải chạy, làm quá nó chịu không nổi nó phải chạy. Gọi là tếu tí cho vui không. Cái này thì bà con cũng... hỏi một cái nữa mà bây giờ đang phổ biến, thế là dịch kiểu sốt xuất huyết ấy. Thầy ở đây thầy đã gặp những trường hợp đấy không? Sốt xuất huyết nó được, chỉ có này sốt xuất huyết nó đại trà, một người lây ra nhiều người thì mình không dại mà không té y tế, chứ còn nếu như con cháu thì mình đi làm là cầm máu là sốt xuất huyết, nó vào thế xong rồi làm diện trần thì có thế này, đây thấy chưa, đây nha, đây thôi bám ạ. Thế là biết rồi thì không nói nữa. Vâng. À, còn một cái nữa con muốn hỏi là đợt vừa rồi con gặp một số trường hợp bị sốt xuất huyết, sau khi sốt xuất huyết trong nó sẽ gây ra biến chứng là đục dịch kính trong này, đục dịch kính. Tức là đối với các cháu mà bị cận hoặc là mắt yếu ấy thì nó sẽ gây ra các biến chứng, ví dụ là đục dịch kính này, viêm màng màu đào này, vân vân. Thế thì cái trường hợp mà đục dịch kính này thì thưa các vị, đục dịch kính có phác đồ sẵn trong chìa khóa vận năng rồi. À, trong thời diện trần này đục thủy tinh thể 358 558 283 là đục thủy tinh thể, đục dịch kính là gì, 465 99 405 đục dịch kính, 130 à, rồi 145 358 và ế mình ở sau tai nữa là đục giác mạc, gọi nó là phác đồ ba đục. Ba đục trong có trong thời diện trần. Có mà thành công nó thay, mà các người già tôi chưa thấy cũng thành. À người già cũng người già cũng thành. Nhưng cảnh tỉnh các người trước đã mổ rồi, thay thủy tinh thể bằng nhân tạo rồi thì đừng dạy mà chữa. Nó bằng thủy tinh hay nó bằng nhựa bố ai biết đâu mà lần mà chữa. Nó cái mà mẹ cho bố cho thì ta chữa, còn cái của bác sĩ cho không chữa. Không dây mà. Và đấy làm như thế trong thời điểm trận quá mà đi khám và bác sĩ chỉ định là thay luôn, nhưng mà em
với bác sĩ là thế. Ừ. Quang thì người già thì phải làm nó cơ địa nó kém đi rồi, sức đề kháng nó kém đi rồi. Ôi giời, mà con làm cho mẹ tiếc gì thời gian. Thế đây là đến giờ rồi thì còn những câu hỏi nào khác thì mình để dành buổi chiều, với còn thời gian mình sẽ hỏi nhé. Bây giờ mời thầy, đoàn kính mời thầy với cả toàn bộ đoàn mình sẽ ra ngoài nhà. Vâng, dạ được rồi. Kìa, vâng, mình sẽ tiếp tục giao lưu với thầy ngoài nhà. Mình bây giờ mình sẽ ra xe. Câu hỏi hay. Bây giờ là phải luôn rồi. Thôi rồi, xin trọng chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại một buổi chiều nếu mà còn có thời gian ở đây. Xin chào. Mời thầy đi ăn cùng.